Chương 7. Quan hệ của hai người một khi đã thay đổi, dù là về tâm lý hay sinh lý thì không khí giữa họ cũng thay đổi theo. Thí dụ như hiện tại, tôi đang dựa vào Long Anh cùng xem TV. Thực ra anh chẳng có chút hứng thú nào, chỉ mình tôi xem các chương trình giải trí một cách hăng hái. Sở Vong thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình, nghịch nghịch tóc tôi, lại hôn tôi một cái, lắng nghe tôi bình luận về người dẫn chương trình hay minh tinh nào đó. Chúng tôi giống như một đôi tình nhân bình thường mà bởi vì chút bình thường nào quá khó có được khiến cho lông người chua sót. Triển trảm và thanh oánh thấy chúng tôi than mật như vậy thì rất kinh ngạc. Nhất là triển trảm, cậu ta đi quanh chúng tôi vài vòng, tỏ ý bội phục đối với lực hấp dẫn của mẹ dịch cảnh dương, tức là tôi đây. Nhưng cậu ta cũng chỉ coi tình cảnh do quát chúng tôi lúc này là tạm thời. Bởi hết kỳ hạn một năm, họ sẽ quay lại 2026. Còn tôi sẽ sinh một đứa con với một con người đàn ông khác. Người đàn ông này đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Mấy bữa nay, cứ buổi sang là triển trảm và sở vong thay phiên ra ngoài, bổ sung sung ống, đồ ăn, tìm hiểu tung tích bọn A Ngoã. Đồng thời vài ngày chúng tôi lại đổi chỗ ở một lần, luôn chọn nơi có sông điện từ dày đặc để tránh bị theo dõi. Theo lời sở vong, chủ nhân anh nhấn mạnh, chỉ cần bảo hộ tôi một năm là được, vậy nên anh mang tôi chạy trốn, không trực diện đánh với bọn A Ngoã. Mà A Ngoã thì khác, y phải diệt trừ hiểm họa này vì thế bọn họ tìm kiếm liên tục còn chúng tôi chỉ lấy phòng nhự làm nhiệm vụ chính thỉnh thoảng đánh trả linh hoạt hơn nhiều dù là sở vong hay triển cảm ra ngoài đều mang thanh oánh theo anh bảo một người không thể bảo hộ cả hai vì vậy thời gian tôi và thanh oánh ở chung với nhau rất ít dù là lúc bốn người ở cùng nhà tôi cũng không gặp riêng cô ấy thời gian chung đụng cùng sở vong ít như vậy tôi sao lại không trận trọng Cô ấy với triển trảm lại không giống một đôi Tuy buổi tối cùng phòng nhưng ban ngày Ngay cả ngồi trên salon cũng chọn chỗ xa nhất Như thể triển trảm chỉ coi cô là bạn giường. Tôi từng tìm cơ hội nhắc nhở Cô ấy lại không nói gì Đành thôi, cứ tùy theo cô ấy vậy Dù sao cũng chỉ một năm Tôi và sở vong chẳng phải cũng chỉ có tương lai ngắn ngủi ấy hay sao Hãy để chúng tôi Trầm luân bằng cách thức khác nhau Rồi sẽ tỉnh lại Nhưng tôi thật không ngờ trong những ngày trốn chạy ấy lại vẫn nhận được tin về Hà Khiêm Dương và Mạc Cẩm Hân. Lần ấy, chúng tôi chuyển tới sống ở lầu dưới một tháp truyền hình. Khác trước ở điểm đây là khu trung tâm. Từ sau khi bọn sở vong bước vào cuộc đời tôi, tôi giống như đã sống hoàn toàn biệt lập với xung quanh. Lần này đột nhiên tới một nơi tấp nập, tôi khó tránh khỏi trộn rộn. Giống như bị lây tôi, sở vong cũng đã tươi vui hơn nhiều. Cạnh đó có một trung tâm thương mại, sau khi cẩn thận tính toán một vấn đề an toàn, anh đã đồng ý đưa tôi đi shopping một lần. Trong em thế này có già quá hay không? Tôi ướm một cái váy, xoay qua xoay lại trước gương. Không đâu, sở vong cười nói. Hôm nay anh mặc một chiếc giắt két đen, quần màu tro, thoạt nhìn không khác gì người thường, chỉ có điều đẹp trai sang lánh hơn nhiều. Anh ngồi trên dãy ghế dành cho khách nghỉ chân, dáng người cao ráo, vẻ mặt cao ngạo, hấp dẫn ánh mắt tò mò và hâm mộ của bao người. Còn anh, từ khi chúng tôi bước vào khu mua sắm, ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn một mình tôi, khiến tôi vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Thật sự không già sao. Chúng mình ít có cơ hội ra ngoài quá, tôi nói, mua nhiều đồ đẹp như vậy cũng chỉ có mấy người các anh nhìn thôi. Anh nhíu mày, miệng mấp máy như muốn nói gì, sau lại trầm mặt. Sở vong lấy thẻ, đưa cho nhân viên thanh toán. Tôi xách theo một đống đồ mới, kéo anh ra về. Dịch thiếu hàng, một thanh âm mang theo nghi ngờ vang lên. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, đó là một bạn cùng phòng ký túc cũ. Trương Trí Phương, tôi há hốc miệng, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Trí Phương có quan hệ khá thang với tôi, là một nữ sinh dịu dàng và hiền lành. Sao cậu lại đột nhiên nghỉ học, cô bước lại gần tôi, vẻ mặt quan tâm. Mấy hôm trước lớp còn tổ chức tới thăm cậu nhưng không thấy ai ở nhà. Cậu ổn không? Ừ, mình ổn, Nhà có chút việc nên phải nghỉ học, bảo không cảm động là nói dối, chỉ không biết mọi người nhìn thấy ngôi nhà đổ nát của tôi sẽ nghĩ gì nữa. Cậu không sao thì tốt, vậy mình cũng yên tâm. Về lớp mình sẽ nói lại cho mọi người. Đây là bạn trai cậu, cô ấy đờ sờ để ý đến bàn tay chúng tôi nắm chặt ngay từ đầu. Từ, tôi cười gật đầu giới thiệu hai người với nhau. Sở Vong nho nhã lịch sự chào Trí Phương, quả nhiên khiến cô ấy đỏ mặt. Mình muốn nói riêng với cậu vài lời được không? Cô ấy nhìn sở vong. Anh không hề di chuyển. Sở vong chưa từng rời tôi nửa bước, lúc này đang ở nơi công cộng, anh càng không thể buông lỏng cảnh giác. Tôi cười nói, không sao đâu, cậu cứ nói đi. Cô ấy hơi do dự rồi như Hà quyết tâm, nói, có chuyện này lạ lắm, cả Hà Khiêm Dương và Mạc Cẩm Hân đều hỏi mình rằng cậu đi đâu. Hơn nữa cả hai đều lén lút, như thể giấu đối phương vậy. Mình vón cho là, nhưng bây giờ thấy cậu ổn như vậy, không cần quan tâm đến chuyện đó làm gì. Suy nghĩ một chút, cô bổ sung, mình biết hiện giờ không nên nói những chuyện thế này, nhưng mình thấy Hà Khiêm Dương dường như có chuyện gì rất gấp. Mình có cần nói với họ là cậu không việc gì cả không? Được, cậu cứ nói với họ, tôi đáp, lại hỏi, hai người đó không phải đã ra nước ngoài rồi hay sao? Sao lại quay về đây nhỉ? Hình như là về nghỉ thì phải, sau này có lẽ lại sang Mỹ. Bọn họ hơn chúng mình ba khóa, lại không cùng khoa nên mình cũng không hỏi kỹ lắm. Thế à, cảm ơn cậu, tôi cảm kích nắm tay cô ấy. Về đến phòng, triển cảm đang lau vũ khí, thành oánh xem tivi. Sở vong quảng đồ đặt mới mua sang một bên, kéo tôi vào phòng riêng. Vừa đóng cửa, nụ hôn của anh ập đên, ngang ngược, hung hăng độc chiếm. Tôi choáng ngợp tuy thể lực không giới hạn nhưng trước giờ anh luôn quan tâm đến tình hình của tôi lần nào cũng không làm quá mức trừ lần đầu tiên chưa bao giờ anh bất chấp như lần này cho đến khi hai chúng tôi đều đầm đìa mồ hôi anh ôm chặt tôi vào ngực cầm tình tráng tôi giọng nói trầm trầm khẽ vang bên tai hà khiêm dương là người đàn ông mà cả khi ngủ mơ em cũng gọi tên sở vong em cảm nhận được chua xót không tả trong giọng anh đầu óc tôi lập tức tỉnh táo dị thường em từng thích anh ta từng yêu anh ta, nhưng qua rồi. Đã sắp 3 năm, ngày ấy thậm chí còn chưa bắt đầu, anh ta đã cùng cô hoa hậu giảng đường kia xuất ngoại. Sở vong nâng mặt tôi lên, dịu dàng hỏi, có muốn anh đi xử lý anh ta không? Không. Không cần, tôi vội vàng xua tay, anh điên rồi. Em chưa bao giờ biết anh còn dám giết người bậy bạ cơ đấy. Chẳng qua chỉ là một người không yêu em mà thôi, đâu thể vì thế mà phải chết. Sở vong hơi sững lại, hỏi khẽ, nếu anh nói anh từng giết rất nhiều người vô tội, em sẽ nghĩ gì? Sở vong hơi sững lại, hỏi khẽ, nếu anh nói anh từng giết rất nhiều người vô tội, em sẽ nghĩ gì? Đương nhiên tôi không tin, cười nói với anh, vậy anh cũng sẽ giết em chứ? Mắt anh tối lại, quay người chặn lấy tôi. Lại một hồi cùng nhiệt đi qua, trời đã tối đen. Bên ngoài, triển trảm nhắc nhở, cơm chinh rồi đó anh giúp tôi sửa sang lại quần áo rồi ôm tôi từ sau lưng nói khẽ em nói xem liệu hà khiêm dương có thể là cha của con em không tôi chợt thấy như máu dồn hết lên đầu nhanh chóng quay lại nhìn thẳng vào anh sao có thể như vậy được sao lại không thể anh dịu dàng nhìn tôi chỉ một năm sau anh sẽ rời khỏi đây nhưng tương lai của em còn dài cần có người làm bạn anh ta lại là người duy nhất em yêu nhưng em không thể làm được tôi nói em đã không còn yêu anh ta trong khi yêu một người lại ở bên một người khác em không có cách nào làm được nhưng mà thiếu hàng không cần biết anh ta có phải cha của con em không chúng ta cũng chỉ có một năm mà thôi sở vong bình tĩnh nhìn tôi anh chẳng qua chỉ là một khách qua đường cuộc đời em phải đi còn dài lắm em cuối cùng cũng phải quên anh tôi cười cười người nhân tạo sở vong của tôi sở vong lúc này em gần như không dám hình dung nếu không có hết thảy những điều này, nếu anh không ới năm 2006, em sẽ thế nào? Em nghĩ, nhân sinh bất quá cũng chỉ như thế, em sẽ bình đạm sống sót nốt cuộc đời còn lại, cùng với trăm triệu người trên thế giới này, không có gì khác biệt. Cho nên sở vong, nếu không có anh, cuộc sống của em mới nhạt nhòa làm sao? Anh cho em tình yêu dịu dàng nhất, ấm áp nhất và cuồng nhiệt nhất, mà em cũng có thể tặng cho anh hết thảy những yêu và thương của mình từ khi anh xé rách sinh mệnh a à tắc để đưa em về em đã biết mình yêu anh không có lẽ là ở lộc cảng từ ánh mắt đầu tiên thấy anh anh lạnh lùng và kiên định đến thế đi về phía em bước vào cuộc đời em em đã yêu anh em đã yêu anh kẻ xấu xa tàn nhẫn này như thế đấy nào dịch cảnh dương nào người máy nào hà khiêm dương nào đứa con quỷ quái không tồn tại hãy vứt hết qua một bên đi em chỉ cần một năm này yêu anh là đủ rồi dù quãng đời còn lại nhất định sẽ cô độc lên đên em cũng chỉ cần ký ức yêu anh là đủ cô bé ngốc nghếch của anh sở vong ông chặt lấy tôi lệ rơi đầy mặt đây là lần đầu tiên thấy anh như vậy thiếu hàng thiếu hàng của anh sáng hôm sau ước chừng chỉ năm 6 giờ sáng không khí mang theo hơi lạnh của đêm sở vong vẫn ngủ say tôi rời giường đi ra cửa dưới tầng hầm ánh sáng không tốt lắm chỉ có chút nắng mai yếu ớt lọc vào phòng khách ảm đạm mơ hồ có một người đang ngồi ở góc phòng, tôi giật mình khinh ngạc. Quá nửa thân hình cao lớn ấy đã ẩn vào bóng đêm mờ tối, đầu rũ xuống buồn bã. Một khẩu tiểu liên dựng bên cạnh. Không khí xung quanh như đã ngưng kết lại, tĩnh lặng mà lạnh lẽo. Lòng tôi mềm nhũng, khẽ gọi, triển trảm. Thân hình cậu ta khẽ động một chút, đầu vẫn cúi thấp, đáp nhẹ, ưm. Sao cậu không vào phòng mà ngủ, ngồi đây làm gì, tôi bước tới bên cạnh, vỗ vỗ vây cậu ta, lại cảm thấy cơn lạnh truyền lên bàn tay cậu ngồi đây cả đêm sao cậu ta không trả lời một triển cảm phóng khoáng và thoải mái ngày xưa nay lại đặc biệt trầm mặc sao thế này tôi ngạc nhiên hỏi tuy không tiếp xúc nhiều và cũng không thích thái độ tối với quan hệ nam nữ của cậu ta nhưng triển cảm vẫn là một người xứng đáng kết bạn tôi vẫn còn nhớ buổi chiều ở lộc cảng tiêu trấn ấy cậu mỉm cười đứng đó nói với chúng tôi hi người đẹp vậy mà mới mấy tháng ngắn mũi chúng tôi đã sống một cuộc sống tối tăm như vậy. Tôi phát hiện, chúng ta đều sắp quên huyễn tư mất rồi, triển trảm nói. Cậu ấy, đau lòng vì cái chết của huyễn tư. Tôi buồn bã nói với cậu, triển trảm, người đã chết không thể sống lại. Không, cậu kiên quyết ngắt lời tôi rồi chậm rãi ngẩng đầu, cô nói sai rồi. Dưới ánh sáng yếu ớt, gương mặt anh Tuấn từ từ ngước lên, một giọt nước trong suốt, vào đúng thời khắc ấy, lăn dài trên gò má cứng cỏi và lạnh lùng cặp mắt ngày xưa sánh rỡ như vậy, linh hoạt như vậy, nay lại tràn ngập bi thương và đau khổ. Tôi chưa từng thấy một triển trảm bi thương và khổ sở đến thế. Cô nói sai rồi, cậu lẩm bẩm. Người đã chết không thể sống lại, người đã chết không thể sống lại một nhưng cô ấy căn bản đâu phải một con người. Người nhân tạo khi chết đi thì cái gì cũng chẳng còn, ngay cả linh hồn cũng đi tới nơi không ai biết, bởi vì linh hồn ấy không thuộc về chúng tôi, người nhân tạo. Tôi ngồi xuống dựa vào vai cậu. Triển cảm nhẹ nhàng ông lấy vai tôi, giọng xa xăm mà trống rỗng, cô ấy vừa tham ăn lại qua loa đại khái, chẳng có chỗ nào giống một chiến sĩ, cả ngày chỉ liếu ríu theo chân tôi. Hệ thống phòng ngự của cô ấy chưa bao giờ sai sót, cô ấy là một hacker mạnh nhất của chủ nhân, nhưng tôi nghĩ cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Tôi nghĩ mình yêu cô ấy, từ khi chủ nhân đưa huyễn tư dến bên tôi, tôi đã yêu cô ấy, chỉ là tôi vẫn không biết mà thôi. Tôi kinh hãi giật mình, chuyển cảm cậu ấy yêu cậu nói cậu yêu Huyễn Tư tôi ngạc nhiên hỏi lại đúng vậy mấy ngày nay tối nào tôi cũng mơ thấy cô ấy nghĩ tới cảnh cô ấy bị nổ tung thành từng mảnh tôi lại muốn lôi con chip trong tim mình ra đập nát để nó nát cùng Huyễn Tư cậu còn nói trước đây tôi vẫn không biết đó là yêu tôi chỉ cảm thấy sao mình là vậy chỉ vì cái chết của một người nhân tạo mà khổ sở cho đến hôm qua nghe được cô và Sở Vong nói chuyện tôi mới biết thì ra đó là yêu trước đây khi nghĩ về tương lai tôi luôn cảm thấy có nhiều chuyện lú thú để làm nhưng bây giờ tôi cảm thấy dù phía trước là tốt đẹp hay u ám mình đều chẳng muốn quan tâm có phải tôi rất ngu ngốc không tôi thật không biết nói gì chỉ biết vỗ nhẹ lên vai cậu ấy để an ủi người yêu đã qua đời cô gái thanh thoát tươi vui dũng cảm tùy ý ngày xưa đã tan thanh mây khói trước cửa phòng ngủ một bóng người đứng lặng lẽ, không biết đã bao lâu. Thanh Oánh. Tôi nhìn đó, cô đứng trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt. Triển Trạm dường như lại không để ý, chỉ cúi đầu trầm mặc. Cô ấy quay lưng bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cô ấy giận rồi. Triển Trạm, hình như Thanh Oánh đã bị tổn thương vì cậu rồi, tôi nói, cậu ấy vẫn không quan tâm, chỉ lẩm bẩm một cái tên, "Huyễn Tư, Huyễn Tư." Mấy ngày nay cái chết của huyễn tư khiên tôi và sở vong như kheo như sơn còn triển trảm lại mất đi tình yêu và hy vọng cốc 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 có người gõ cửa có người gõ cửa triển trảm đứng phát dậy kéo tôi ra phía sau tay nâng súng nhắm thẳng cửa chính cửa phòng tôi cũng mở tung sở vong cầm súng chậm rãi bước ra thanh oánh đi tới đứng sau lưng tôi và triển trảm lại đây sở vong gọi tôi đang muốn cất chân cửa lại bị ai đó đá văng tôi vội lại về phía sau triển cảm lại đây sở vong gọi tôi đang muốn cất chân cửa lại bị ai đó đá văng tôi vội lại về phía sau triển cảm chúng tôi đều nhìn về cửa thủ lĩnh à mấy người trốn làm tôi khó tìm quá đi một bóng hình xinh đẹp xuất hiện môi mở nụ cười mệt mỏi cuối cùng cũng tìm được mọi người chúng tôi đều lặng người cô ấy cười toét miệng như một vạt nắng rực rỡ chiếu sáng căn phòng nhỏ tôi há hốc miệng Bạch Huyễn Tư. Cô ấy cười đắc ý với tôi, không phải tôi thì là ai nào? Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời nha. Niềm sung sướng vô bờ trào lên trong lòng, tôi tiến lên một bước định nghênh đón, chợt bị triển cảm cản lại. Huyễn Tư, sở vong nghi ngờ gọi tên cô, hồng súng trong tay vẫn chỉ thẳng, triển trảm cũng vậy. Nói thừa, đương nhiên là tôi chứ ai. Lúc phát nổ, tôi đã nhảy qua cửa sổ bên kia đấy bị bọn họ truy sát hơn cả chục ngày mới chạy trốn thành công, cô đi vào nhà. Quần áo vẫn là bộ đồ hôm đó, này đã rách nát không thể tưởng tượng, gương mặt xinh đẹp nhem nhút cho bụi, nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể che lấp vẻ trạng ngời pha chút ngây thơ của cô ấy. Triển trảm, sở vong gọi. Cậu ấy nhắm súng vào bạch huyễn tư, bước đến, tay lục soát toàn thân cô ấy một lượt, không phát hiện điều gì bất thường. Bạch huyển tư vẫn không thèm nhìn cậu lấy một lần, như thể còn giận dỗi chuyện cậu và thanh oánh. Lại đây, thiếu hàng, sở vong nói, mắt vẫn nhìn chầm chầm bạch huyển tư, nòng súng cũng không hề chuyển hướng. Nhưng tôi, dường như triển trảm cuối cùng cũng xác nhận thân phận bạch huyển tư, hoặc là trong lòng cậu luôn mong chờ điều đó, vậy nên sau khi kiểm tra tỉ mỉ một phen, nòng súng của cậu đã rủ xuống, tay kéo huyển tư vào lòng. Tốt quá! Cô vẫn còn sống, cậu gần như mừng đến chảy nước mắt. Thiếu hàng, lại đây, sở vong quát to, nòng súng bỗng quay ngoắt sang thanh oánh sau lưng tôi. Tôi lại không thể bước qua. Tôi không thể, không thể nhúc nhích. Bởi vì khi triển trạm bước tới kiểm tra bạch huyển tư, một con dao đã dí sát lưng tôi. Hứa thanh oánh. Phật, đó là tiếng kim loại xuyên vào da thịt con người. Tôi và sở vong đều nhìn tới phía phát ra âm thanh. Là triển trạm. Tôi chết sững, không tin vào mắt mình một mũi dao nhọn lộ ra từ sau lưng triển trảm máu cuồn cuộn không ngừng trào ra từ sau lưng triển trảm âm thanh vừa rồi là tiếng dao thép xuyên vào thân thể triển trảm khóe miệng bạch huyễn tư lại cong lên thành một nụ cười kỳ dị triển trảm ngực tôi đau đến không thể nói thành lời biến cố chốc lát không thể vãn hồi lưỡi dao sau lưng hơi đâm vào da thịt tôi kêu lên khe khẽ sở vong nhíu mày nhìn chúng tôi nhưng không dám tiến lên đi Thanh oánh thúc tôi ra cửa. Sở Vong, tôi biết anh rất nhanh nhưng chỉ cần động một ngón tay, tôi sẽ giết cô ta ngay. A Ngoã không chịu giết cô ta, còn tôi nằm mơ cũng muốn làm điều đó. Nơi nào có thanh oánh, lúc nào có thanh oánh. Kẻ cầm dao chỉ vào tôi kia, sao có thể là thanh oánh? A Khố, nếu cô dám động thủ, tôi sẽ xé xác cô. Sở Vong gằn giọng nói với cô ta, ánh mắt lại nhìn tôi. Thì ra là cô A, thì ra là A Khố. Thì ra, cảm giác kỳ lạ ấy không phải ảo giác. Cảm giác luôn có người nhìn tôi một cách quán độc vốn không phải ảo giác. Cô ta vẫn ẩn nấp bên chúng tôi. Triển trạm vẫn duy trì tư thế ông Bạch Huyển Tư, Bạch Huyển Tư lại vẫn giữ nụ cười mỉa mai ấy, sạc một tiếng, cô rút dao ra. Máu nơi ngực triển trạm đổ ra như suối, phun lên đầy mặt Bạch Huyển Tư. Mặt đất ướt sũng một mảng đỏ tươi, máu cậu ấy vấy lên bộ quần áo vốn màu lửa của Bạch Huyển Tư cô ấy vẫn duy trì nụ cười kỳ lạ, tình cảnh ấy, thảm thiết vô cùng, quỷ dị vô cùng. Mà triển trảm, từ đầu tới cuối, không hề kêu một tiếng. A à khố đứng sau lưng thúc tôi ra cửa, bạch huyển tư hình như muốn đẩy triển trảm ra nhưng lại bị cậu ông siết vào ngực. Cô phải lấy hết sức lực mới bứt khỏi cái ông ấy. Cuối cùng, chúng tôi thấy nụ cười trên gương mặt bê bết máu của triển trảm. Lỗ hồng trước ngực không ngừng dốc máu ấm ra ngoài. Tôi chưa từng biết, thì ra người nhân tạo cũng có nhiều máu để đổ đến thế. Triển trảm đã chết rồi, ngay khi lưỡi dao xuyên qua con chip nơi buồn tim, cậu ấy đã chết rồi. Đón cô ta này, A Khố ra lệnh cho Bạch Huyễn Tư rồi đẩy tôi về phía đó. Khoảnh khắc ấy, sở vong như tên rời cung, chúng tôi không thể thấy rõ động tác của anh, anh đã đứng trước mặt tôi, vương tay. Vẫn chậm. Tiên cười của A Khố vang lên, tôi đã nằm trong tay của Bạch Huyễn Tư, con dao đã dết triển trảm nhắm thẳng tới. Như thể trừng phạt cú đánh lén của sở vong, A à Khố lướt nhẹ mũi dao lên cổ tôi. Chỉ một cái lướt dao, đau đớn mang đến lại khó nhìn, tôi giơ tay lên sờ cổ, máu. Mặt SC chợt biến thành băng, quát to, dám động đến cô ấy. A à Khố ra lệnh, lui lại. Sở vong đành lui xuống. A à Khố không nhìn anh nữa, dùng một tay kéo thi thể triển trảm lại. Cô ta nhìn đôi mắt còn đông đầy hạnh phúc kia, miệng cũng khinh thường cười nhạo. Xoẹt ánh dao lóe lên máu phun như suối trên tay a khố thêm một vật tôi đau khổ che mặt a khố cô nở tàn nhẫn với cậu ấy đến thế a khố nâng đầu triển trảm nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu thì thào anh xem anh sẽ không rời xa tôi cô ta cột đầu triển trảm vào bên hông mình tôi đã không thể nói thành lời bạch huyễn tư nhét tôi vào trong chiếc xe đậu ngoài cửa a khố ngồi vào ghế lái ô tô bắt đầu chuyển động sở vong không dám tới quá gần chỉ giữ khoảng cách phía sau. nhưng dù là người nhân tạo cũng không thể đuổi kịp tốc độ ô tô. tôi không ngừng quay đầu nhìn bóng anh dần dần nhỏ đi. bạch huyễn tư. vì sao? tôi quay sang người ngồi bên gào lên tuyệt vọng. nhưng cô ấy không hề lên tiếng. ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, khóe miệng giữ mãi dáng cười kỳ dị. cô đừng mất công gọi cô ta làm gì, cô ta sắp chết rồi. phía trước, a à khố đột nhiên lên tiếng. thanh oánh đâu? tôi nghe giọng mình xa lạ vô cùng. Cô ta giả dạng thanh oánh từ lúc nào? Huyễn tư không có vấn đề gì, cô ta nói, đang ngoan ngoãn ở nhà thôi. Ngày A tắc chết, có phải cô chạy tới nhà chúng tôi, giả dạng thành thanh oánh? Phải A khố không quay đầu lại? Cái chết của huyễn tư, có phải do cô dở trò, tôi nhẹ giọng hỏi. Bốp, má trác bỏng. Cô ta thu tay về, lạnh lùng nói, nếu không phải ngày đó A ngoã hạ lệnh không thể giết cô, a à, tắc sẽ không ủng mạng. xe rẽ sang một phía tôi thấy đầu triển trảm lay động bên hông cô ta đau xót tột cùng cô gái tàn nhẫn này tôi muốn giết cô ta tôi thật sự muốn giết cô ta đè nén đau đớn trong lòng tôi tiếp tục hỏi bạch huyễn tư làm sao vậy cô ta cười nhạt chỉ là một con nhỏ nhân tạo sắp chết a hỏa đã sửa chữa lại cho cô ta cấy một con chip mới trong đầu nhưng thân thể cô ta bị tổn hại quá nghiêm trọng năng lượng sắp cạn rồi tôi nhìn bạch huyễn tư ngồi bên mắt cô ấy từ từ nhắm lại dường như đang cố gắng mở mắt nhưng chỉ phí công xe chạy chừng một giờ đồng hồ tới phía nam bắc kinh một nơi vắng vẻ thưa thớt cô ta chỉ vào một gian nhà kho phía trước bảo tôi a Ngoã đang chờ chúng ta ở đó cô có muốn vào không tôi không hiểu lắm cô ta nói tiếp dĩ nhiên cô muốn vào rồi vì a Ngoã khăng khăng không giết người vô tội chỉ muốn làm phẫu thuật cho cô cô ta nhìn tôi mặt lộ vẻ đắc chí nhưng tôi sẽ không cho sở vong một cơ hội nữa. Nguyên tắc của A Ngỏa chỉ làm hỏng việc, cô mở cửa, xuống xe, giật cửa sau, lôi Bạch Huyễn Tư ra ngoài, ném lên mặt đất. Bạch Huyễn Tư run rẩy một chút, sau đó bất động, vĩnh viễn. Lúc này, cô ấy thực sự đã chết rồi. A Khố tiến vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi đầy khinh bỉ. Rốt cuộc có thể giết cô rồi, cô ta nói, kéo tôi lại gần, đối diện với mình súng của cô ta dí vào trán tôi cứng rắn lạnh lẽo cô ta dùng lực rất mạnh khiến trán tôi đau nhói tôi nhìn ngón tay cô ta đặt ở cò súng ánh mắt thoáng le lên sau đó lại tối sầm như cũ cô ta nói chết đi tôi nhắm chặt mắt lại đừng sở vong đợi một hồi lâu viên đạn cùng cơn đau trong dự liệu không đến cô ta vẫn duy trì tư thế này không hề động đậy như vậy còn khó chịu hơn cả chết không biết đã bao lâu. Có thể chỉ vài phút, nhưng với tôi mà nói, như thể một đời dằn vặt. Tôi kêu lên, muốn dết cứ giết đi, đừng dằn vặt tôi như vậy. Cô ta không trả lời, không hề trả lời. Tôi mở bừng mắt. Cô ta vẫn giữ tư thế kia, dí súng vào trán tôi, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là cô ta vẫn không động đậy, hai mắt cô ta tối tăm chết chóc. Chuyện gì thế này? Tôi thử lây lây thân thể, cô ta vẫn không động đậy, mắt đờ đẫn như đã mất tiêu điểm. Tôi từ từ lùi khỏi họng họng súng, nhảy xuống xe, cuốn cuồng chạy đi. Không cần biết cô ta làm sao, tôi chỉ muốn chạy đi thật xa, chạy tới bên sở vong. Nhưng chỉ mới rời khỏi đó chưa đến trăm mét, hai bóng người đã đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. A à Ngoả nói, dịch tiểu thư, đã lâu không gặp. Mảnh sân trống trải, gió lạnh lẽo luồn qua, ánh trăng bàn bạc mơ hồ rải xuống sân thượng. Một bóng người cao lớn ngồi ở sát bên rìa sân A à Khố sao vậy? Y đứng lên, đi tới, cái bóng cao lớn dần dần phủ lên tôi Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ giờ cờ giờ nhất định phải xuất hiện trên thế giới này Y vươn tay bóp cầm tôi, tôi nghiêng đầu muốn tránh lại bị siết chặt hơn A à Khố đã rất lâu không nạp điện, lái xe tới đây là lúc cô ấy dùng nốt phần điện năng cuối cùng Y nói, vận may của cô quá lớn, chậm một giây nữa thôi, A à Khố nhất định sẽ giết cô tôi lạnh cả người. A ngoã cúi đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười mơ hồ, dịch tiểu thư, cô sợ. Nói thừa, tôi nhanh chóng trả lời theo phản xạ. Hai người bạn cũ y vì tôi mà bị giết, tổ năm chiến sĩ nay chỉ còn ba, y nhất định rất hận tôi. Tôi sẽ không giết cô, y nói, không giết người vô tội, dù ở bất kỳ tình huống gì, đó là nguyên tắc của tôi. Thủ lĩnh, một giọng nói lo lắng vang lên là A Dân. Tôi và A Ngoã đều quay nhìn về phía sau lưng tôi, thấy A Dân đứng đó, vội vã nói, tòa nhà này mất điện rồi, phải tìm nơi khác nạp điện cho A Khố. Nhưng chúng ta biết tìm nguồn điện trên vạn vôn ở đâu bây giờ? A Ngoã giật mình, cau mày lại. Cả hia im lặng một lúc. Nhìn từ sân thượng này, những tòa nhà xung quanh đều tối đen một mảnh, chỉ có xa xa truyền lại chút ánh sáng le lói. Thật đúng dịp, cả khu vực này lại cúp điện. Dịch tiểu thư, Cô may mắn thật đấy, chúng tôi phải tìm chỗ nạp điện cho A Khố trước rồi mới mổ cho cô được. A Ngoã hình như rất trân trọng sinh mệnh của đồng sự. Đầu tôi chợt nảy lên một ý, nhẹ giọng nói, tôi biết gần đây có chỗ có điện đấy, còn lên tới 5 vạn vuông. A Ngoã và A Dân đều quay sang nhìn tôi. Chúng tôi lên ô tô rời khỏi nhà kho. A Dân lái xe, tôi và A Ngoã ngồi ở ghế sau, A Khố ngồi ghế phụ, vẫn bảo trì tư thế ngắt điện. Nơi muốn tới khá xa, lái xe cũng gần đến nửa giờ điều này khiến chặng đường của chúng tôi thật khăn xe ngoặt gấp tôi ngã vào lòng a ngoã y nghiêng tay đỡ tôi xin lỗi tôi nói theo thói quen sau đó lập tức muốn vã miệng mình xin lỗi gì chứ đoạn đối thoại này thật kỳ quái đặc biệt là khi chúng tôi nợ đối phương hai mạng thực ra nếu cô không phải mẹ của giờ cờ giờ chúng ta có thể làm bạn a ngoã nói đừng nhìn tôi kỳ quái như vậy ở năm 2026, tôi cũng có mấy người bạn là nhân loại đấy. Y đúng là kẻ ngoại lai trong thế giới người mấy. Nhưng tôi vẫn xin cảm tình với Y, tôi nói, anh vẫn hoang mang như cũ sao? A à, không ngờ tôi lại đột nhiên hỏi như vậy, sắc mặt chợt buồn bã. Thực ra sinh con hay không đối với tôi mà nói, đều giống nhau cả, tôi nói, người tôi yêu không thể khiến tôi mang thai, tôi căn bản không muốn có quan hệ với người khác. Y nhìn tôi, sở vong. Tôi gật đầu, thực ra anh giết tôi hay không, đối với tôi mà nói, cũng giống nhau cả thôi. Bởi vì anh ấy sắp phải quay về 2026, vậy thì quãng đời còn lại, tôi từ lâu đã nghĩ thông suốt. Mất đi anh ấy rồi, cơ sờ khác chăng cũng chỉ là cô độc chết đi hay cô độc sống tiếp. Cô độc ư, a à băng khoăn, nhưng cô độc là gì? Tôi ngay cả cô độc là gì cũng không có cảm giác. Trong đầu tôi, chỉ có trống rỗng, y chợt nghiêng người, Gương mặt đẹp để ghé sát tôi, cô là người đầu tiên thương tiếc tôi. Tôi không thể lui hơn nữa, bị y ấn lên cửa xe. Vừa rồi trong mắt cô, là thương tiếc đúng không? Y yên lặng nhìn tôi, thật là kỳ lạ. Tôi sắp làm một việc tồi tệ với cô, cô còn nhìn tôi như vậy. Cô và con cô khác nhau nhiều lắm. Ô tô đột nhiên ngừng lại. Đến rồi. A à ngõ thả tôi ra, xuống xe. Phòng thí nghiệm trọng điểm ngành khí động lực học cấp quốc gia khốn kiếp. Sao chúng ta lại phải tin người phụ nữ này, dường như A Khố đã khôi phục ý thức, âm thanh yếu ớt vang lên. Bị A Dân đặt lên bàn thực nghiệm, cô ta vẫn không ngừng mắng. Bởi vì đây là phương pháp duy nhất cho cô sống tiếp. Tôi không thể để cô chết được, vẫn trầm mặt suốt dọc đường, lúc này A Dân đột nhiên quát lên. A Khố thoáng giật mình, an tĩnh lại. Tôi lặng lặng nhìn cô ta. Cô ta dết triển trảm, hại chết bạch huyễn tư. Dịch tiểu thư, xin cho chúng tôi biết, nguồn điện ở đâu? A ngoã dịu dàng hỏi tôi. Tôi bước tới bàn thực nghiệm, lần tìm một cái công tắc bên dưới, ấn nhẹ. Toàn bộ phòng thí nghiệm sáng bừng. Phòng thí nghiệm cấp quốc gia là nơi có nguồn điện riêng, tôi đã từng thực tập ở nơi này. Đã gần 11 giờ đêm, phòng thí nghiệm không có người trực, máy móc tự động vận hành. Đối với từng dụng cụ thí nghiệm hay công năng của chúng, tôi đều rất quen thuộc. Bởi vì tôi đã từng có hơn 2 năm làm việc ở đây. Phòng thí nghiệm cấp quốc gia là nơi có nguồn điện riêng, tôi đã từng thực tập ở nơi này. Đã gần 11 giờ đêm, phòng thí nghiệm không có người trực, máy móc tự động vận hành. Đối với từng dụng cụ thí nghiệm hay công năng của chúng, tôi đều rất quen thuộc. Bởi vì tôi đã từng có hơn 2 năm làm việc ở đây. Đột nhiên tôi nhớ tới đô la Hồng Kông, tận chân trời nào đó, anh có biết thời khắc này tôi đang hãm thân ngục tù, mình ở sớm tối tôi nói nguồn điện ở cạnh đó rồi chỉ vào một cỗ máy thực nghiệm rất lớn cách đó không xa đó là thiết bị tạo gió thiết bị tạo gió thông thường dùng để sản sinh sức gió phục vụ công tác đo khả năng chống chấn động của các mô hình kiến trúc mà thiết bị tạo gió này cả nước chỉ có một cỗ duy nhất nhập từ đan mạch có thể sản sinh gió lốc quy mô nhỏ phá hủy bất cứ vật thể nào dù kiên cố đến đâu và nói chưa từng thất bại đương nhiên đây chỉ là nhiệm vụ mang tính hủy diệt của thiết bị này Từ từ Liệu đây có phải một âm mưu không? A à dân không yên tâm nhìn ống thông gió Anh ta chưa từng nhìn thấy ống tạo gió của thời đại này Hơn nữa Nếu không phải dân chuyên nghiệp Sẽ không thể hiểu biết công dụng của thiết bị này Tôi đang đứng đây với mấy người Nếu có gì bất lợi thì giết tôi đi là được rồi Tôi thẳng nhiên A à dân hơi do dự Nhưng nghe tiếng trên rỉ thống khổ của A khố Anh ta cắn răng hạ quyết tâm đặt cô lên bàn thực nghiệm dưới thiết bị. Tôi bước tới, mở nguồn điện của thiết bị rồi đưa đầu dây nối ngoài cho A Dân, nạp điện cho cô ấy đi. Ống sinh gió bắt đầu vận hành, phát sinh âm thanh u u, A khố mừng rỡ, hai mắt rốt cuộc mở ra, sáng ngời khiến A Dân A Ngoã cũng yên tâm. Tôi lui lại bên cạnh A Ngoã. Nhưng tình cảnh chỉ duy trì được chừng 5 phút, ánh mắt A khố dần dần tối lại, thiết bị cũng chuyển động chậm dần. Chuyện gì thế, A Ngoã lo lắng có thể đường dây có vấn đề để tôi xem xem tôi đi ra bàn điều khiển phía sau thiết bị lần này bọn họ không hề hoài nghi chỉ lo lắng nhìn a khối trên bàn tôi lấy trong ngăn kéo một bình khí nén đặt xuống bên dưới bàn thiết bị phía sau động cơ có một khe lõm tuy không phải dành cho cái bình này nhưng đặt vào có thể giữ yên cô làm gì đó a ngoã giữ chặt tay tôi lại thiết bị chưa đủ nhiên liệu tôi ngẩng đầu nhìn y ánh mắt rất bình tĩnh y buông tay tôi mở lại vang động cơ lần này không có bất kỳ sự cố bào thiết bị đã vận hành 10 phút a à khố thậm chí đã có thể giơ tay lên a à dân nhiên người bên cạnh cô ta gương mặt hơi gậy đã xuất hiện vẻ vui mừng cảm ơn cô a à khố hình như cũng vừa lòng ha ha tôi cười trừ cô và sở vong ở bên nhau thế nào a à ngoả hỏi anh ta là người nhân tạo tôi là người máy chúng tôi thật ra có thể được coi là đồng loại tôi không hiểu anh ta có thể tôi cũng có thể lời chưa dứt môi y đã đặt lên môi tôi cảm giác lạnh lẽo từ môi truyền thẳng lên não lưỡi y vừa thận trọng vừa ngây ngô từ từ dò tiếng tôi kinh hãi dồn sức đẩy y ra y vẫn bất động tôi mính chặt môi y có vẻ tức giận bấm vào bên hông tôi một cái tôi bị đau mở miệng lưỡi y liền lợi dụng cơ hội tiến vào tôi bối rối vô cùng nhưng không có cách nào thay đổi tình trạng lúc này thiết bị tạo gió vận chuyển càng lúc càng nhanh, âm thanh càng lúc càng lớn. Vô số ý niệm lóe lên như tia chớp trong đầu tôi, dần dần hiện rõ ánh mắt yêu thương và những lời mơ hồ của sở vong ngày đó. Máu của em nếu trộn lẫn với nước bọt sẽ tạo thành kịch độc. Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng tôi, tôi đưa lưỡi ra sức cuốn lấy A ngoả. Hàng mày kiếm của y hơi run rẩy, cánh tay ông tôi càng siết chặt hơn. Hồi lâu, y rốt cuộc buông tôi ra, cả hai đều thở dốc vì nụ hôn cùng nhiệt ấy. Y nhướng mày, nở nụ cười bí hiểm, tay lại siết chặt hơn, đầu đặt lên vai tôi, trầm giọng, thảo nào dịch tiểu thư đáp lại một người mấy nhiệt tình đến thê, ra là muốn đầu độc tôi. Tôi đờ người, y cười to nói, sở phong quên nói cho cô biết sao. Ở năm 2026, còn có một người lợi hại ngang anh ta, đó là tôi. Độc này là trí mạng, nhưng nó vô hiệu với tôi. Lòng tôi trầm xuống nhưng với a Hỏa, dường như âm mưu vừa rồi của tôi không hề tồn tại vẫn dịu dàng nói dịch tiểu thư hãy để cho tôi yêu cô nhé tôi hoảng sợ ngẩng phát đầu nhìn y ở thời đại của chúng tôi chưa từng có ai như cô nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng và tiếc thương đến thế y cúi đầu cười vậy nên tôi muốn được yêu cô chờ giải phẫu cho cô xong tôi định ở lại nơi này thử cảm giác yêu một người vừa rồi lúc hôn cô y nằm tay tôi áp lên tấm ngực bằng kim loại, ở đây, con chip của trái tim tôi, như được thứ gì đó lấp đầy. Để đáp lễ nụ hôn vừa rồi của cô, y mạnh mẽ siết lấy tôi trong vòng tay cường tráng, vùi đầu vào hõm vai tôi. Anh định làm gì, tôi kinh hãi, trên vai chọt có cảm giác đau đớn. Đang muốn giãy ra, y đã chủ động buông tôi. Tôi cúi đầu nhìn trên vai đã có một dâu răng chói mắt. Cắn rất sâu, máu tươi đầm đìa. Đừng lo, y cười trầm lắng, nơi đó, tôi vừa lưu lại tín hiệu của mình tín hiệu của tôi tín hiệu duy nhất y vương tay vuốt tóc tôi nhưng tôi không thể nhúc nhích tránh đi à, a ngoã tiếp tục giải thích tôi đã đưa một phần con chip của mình cào cơ thể cô nó có thể đáp lại tần số của phần còn lại trong đầu tôi chỉ cần tôi còn sống dù cô đi tới bất cứ đâu trên thế giới tôi cũng có thể tìm được trong phòng thí nghiệm tiếng động cơ tạo gió chuyển động quanh quẩn khắp không trung tôi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, kim dây đang chậm rãi di chuyển về phía số 12. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, chậm rãi trả lời, chắc không cần nữa đâu, bởi vì có thể anh sẽ muốn giết tôi ngay bây giờ. Y ngẩn người, nhìn về phía A Khố và A Dân. ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả đều sửng sốt, nhìn bụi bay mù mịt trên động cơ. Có chuyện gì? A Dân còn chưa nói hết câu. Lại một tiếng nổ lớn hơn vang nữa, đình tài nhức ốc lửa cùng cuộn dâng lên từ động cơ, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ bàn thực nghiệm. Toàn bộ phòng thí nghiệm trong tích tắc trung lên. Sóng nhiệt ập về phía chúng tôi, đẩy tôi và A Hỏa bắn về phía sau năm, 6 mét, va và vào tủ giấy tờ, sách báo và giấy tờ ào ào đổ xuống người chúng tôi. Đau đớn khắp người, tôi cảm thấy như đang chìm vào hỏa lò, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Chết tiệt, A Hỏa dãy dụ bò dậy, tập tỉnh bò về phía bàn thực nghiệm. Chẳng còn gì cả chẳng còn gì nữa vụ nổ khủng khiếp ấy đã khiến toàn bộ bàn thực nghiệm tan thành mảnh vụn kể cả a khố và a dân thân thể bọn họ đã nát tươm cùng bàn thực nghiệm và động cơ những mảnh tàn vương vải khắp mặt đất a ngõa quỳ trên mảnh phế tích đưa lưng về phía tôi cầm lên hai miếng kim loại không hề nhúc nhích tôi làm được rồi triển trảm huyễn tư không ai hiểu rõ công năng của thiết bị tạo gió này hơn tôi dù là vật tạo thành từ nguyên tố kiên cố nhất cũng sẽ bị nó hủy diệt. Huống chi, tôi còn đặt thêm một bình khí nén ở bên cạnh động cơ. Khi động cơ chuyển động với tốc độ lớn nhất định sẽ sinh ra gió lốc, đồng thời cũng khiến nhiệt độ xung quanh tăng nhanh trong nháy mắt. Vụ nổ vừa rồi, chính là do bình khí nén đó. Vậy mà lúc này lòng tôi chẳng có một chút vui vẻ. Đây là lần đầu tôi hại người, hại chết người mấy. Tôi tự tay báo thù cho triển trảm, nhưng lại giết chết hai người máy. Tôi chậm chậm lui về phía sau, phía đó có một cánh cửa. Tuy không có nhiều hy vọng lắm. A Ngọa quay phát lại, một giây sau đã đứng trước mặt tôi. Y vương tay, bóp chặt cổ tôi, khiến tôi không thể động đậy. "Cô dám?" Vành mắt y đỏ lên như lửa, ánh mắt không thể tin nổi và tràn ngập hận ý, A Ngọa kéo mạnh một cái, tôi bị lôi đến trước mảnh phế tích, buộc phải đối mặt với những mảnh vụn chết chóc này y thì đứng phía sau lưng tôi vì sao lại ngây thơ tin tưởng nhân loại như vậy tôi kinh ngạc nghe ra một tia mỉa mai trong giọng mình nhân loại ha ha nhân loại tôi nghe giọng y chợt cất cao tiếng cười tràn ngập tuyệt vọng người mấy vì sao lại ấu trĩ như thế tôi cười nói nhìn đống hỗn độn trước mắt tất cả đều đã không còn tồn tại thiết bị tạo gió a à khố a à dân tất cả đều đã tan tành trong vụ nổ chất lỏng rót vào người họ dễ dã trang thành máu người đã bắn ra khắp nơi. Một con người yếu ớt, trói gà không chặt như tôi lại có thể một lúc tiêu diệt hai người mấy xuất sắc, tôi tiếp tục kích thích y, tôi cũng không muốn sống nữa. Một cuộc sống hỗn loạn như vậy, những người nhân tạo hay người mấy không ngừng vì tôi mà chết đi hoặc do chính tay tôi hại chết. Bỗng nhiên, tôi thật lòng chờ mong A à Ngoã ra tay. Cuối cùng, A à Ngoã cất giọng lạnh lùng, cô giết hai người bạn của tôi, tôi không thể để cô sống sót tay trái của y rời khỏi người tôi một cơn đau kịch liệt từ sau lưng truyền đến cực kỳ đau đớn cũng cực kỳ nhanh nhanh đến mức tôi không kịp thấy động tác của y chỉ nhận ra một vật rất sắc cắm thẳng vào tim mình đi chết đi y nói cơn đau chưa từng có từ tận nơi sâu nhất trong cơ thể truyền đến cơn đau chưa từng có từ tận nơi sâu nhất trong cơ thể truyền đến không thể thở nổi dịch thiếu hàng giọng a ngoã truyền đến từ sau lưng y nói tôi sẽ ghi hớ tên cô như để tôi cảm nhận chân thật con đường đi đến cái chết tay y đẩy từng chút từng chút tôi gần như có thể cảm giác vật nhọn ấy xuyên qua thịt lách qua xương đi thẳng tới tim tôi đã đau đến chết đi sống lại chợt nghe đoàn đoàn hai tiên a à ngoã đau đớn trên lên thiếu hàng giọng nói quen thuộc vang lên anh đã tới rồi ngay trước khi a à ngoã đâm vào tim tôi anh đã tới Tuy còn chưa thấy anh nhưng dẫu một giây nữa sẽ phải chết, tôi cũng không tiếc nuối. Tôi mừng rỡ, ý thức đã mơ hồ này lại rõ ràng lên. À, tôi cắn răng, vật nhọn không di chuyển nữa mà dừng lại trong cơ thể càng khiến tôi cảm nhận rõ cơn đau không thể chịu đựng này. Nhưng, điều khủng khiếp hơn còn ở phía sau, khi vật nhọn bỗng nhiên bị rút ra khỏi cơ thể. Đau đớn đến phát điên, tôi cảm thấy thứ gì đó đang cùng vật ấy rời khỏi cơ thể, cùng cùng không ngừng. Tôi gục xuống, khắp người không còn một tia sức lực để gượng dậy. Căn phòng yên tĩnh lạ lùng, không gian chỉ vẳng tiếng kêu đau đớn của tôi. Đau quá, đau chết mất. Đau đến nỗi tôi không đủ sức để thở nữa. Một đôi tay vẫn chảy đỡ lấy tôi. Anh nói, thiếu hàng, anh đến rồi. Tôi muốn trả lời, lại phát hiện mình không thể, môi giật giật, chỉ phát ra tiếng thở dốc khó nhọc. Đôi tay ấy vội vã di chuyển trên lưng tôi, có gì đó mang mát, lành lạnh lướt qua, cơn đau nhanh chóng dịu lại anh băng bó vết thương trên lưng cho tôi rồi lại nhét vào miệng tôi một viên thuốc tôi nhìn bàn tay đổ những máu của anh lúc an a ngoã ra tay tôi không khóc lấy một tiếng nhưng giờ lệ rơi đầy mặt em làm tốt lắm anh nói đồng thời tay thoáng dừng lại tôi nghe anh hít sâu một hơi chậm rãi nói tiếp nhưng vết thương của em quá nặng bàn tay to lớn lại chuyển động rất nhanh trên lưng tôi dường như đang cố chữa trị vết thủng đáng sợ ấy anh đến kịp là tốt lắm rồi, tôi gian nan quy người nhìn anh. Một ngày một đêm không gặp, anh vẫn như vậy, đôi mắt phượng dài hẹp chan chứa dịu dàng nhìn tôi, cứ chuyên chú như vậy. Ôi! Tôi chợt thấy mắt tối sầm, cổ họng trào lên thứ gì đó tanh ngọt. Sao lại như vậy? Làm sao có thể? Tôi ông ngực, anh ông cổ tôi. Tôi đau, không phải vì mình, mà vì anh. Ngực sở vong bị một con dao xuyên qua. Đã xảy ra chuyện gì? Con dao ấy chính là con dao gây nên vết thương trên ngực tôi Vết thương khi anh băng bó thì hô hấp ngưng trệ Hai tay run rẩy, ẩn nhẫn đau đớn Sao lại như vậy? Rõ ràng là anh bị đâm nhưng lại khiến tôi tối sầm hai mắt Không chịu đưng nổi, phun ra một ngụm máu tươi Em đi mau, anh chậm chậm đẩy tôi ra Không Anh đi với em, tôi ôm lấy anh Cả hai chúng tôi đều đã suy kiệt Tuyệt vọng Trong tầng bụi mù mịt, dưới ánh sáng lờ mờ một bóng người cao lớn chậm rãi đứng thẳng lên a ngoã a ngoã vẫn còn sống y hơi loạn choạng đùi phải trúng đạn vẫn đang đổ máu có thể nhìn thấy cả lõi kim loại sáng loáng phía sau lớp máu thịt nát bấy còn một vết đạn nhưng chắc chắn là vị trí rất quan trọng động tác của y rất chậm kéo lê đùi phải từng bước từng bước hướng về phía chúng tôi y hơi cúi đầu nâng máu tóc dài gắt gao nhìn chúng tôi Gương mặt vốn đẹp để nay nhìn lại thật ma mị. Y chậm rãi rút khẩu súng bên hông. Đi mau, sở vong hét lên, đẩy thật mạnh, khiến tôi bắn ra xa 4, 5 mét, ngã nhào trên mặt đất. Anh nhìn tôi, ánh mắt đau thương tột độ, chứa đầy quyết liệt chia ly. Sở vong, tôi sẽ giết các người, A à Ngoã từ từ nói. Phải. Chúng ta nên sớm phân thắng bại một phen, sở vong cầm súng, đứng lên, vừa vặn che chắn cho tôi hai người nắm chặt súng đứng đối đầu hết sức căng thẳng tôi cắn môi đứng lên chậm rãi lết ra phía cửa đoàn một viên đạn cày lên sàn nhà nát ngay chân tôi tôi cắn răng không để ý uy hiếp tiếp tục bước đi đến tận lúc ra tới cửa vẫn không có thêm viên đạn nào đuổi theo nhưng tôi không dám quay đầu lại bởi vì phía sau liên tục truyền đến tiếng súng nổ trong đó có cả tiếng đạn xuyên vào thân thể tôi không dám quay đầu Tôi chỉ kéo cửa, bước ra. Ngoài cửa, trăng sáng sao thưa, gió mát lùa tới. Tôi ngẩn người. Có lẽ thuốc của sở vong đã phát huy tác dụng, sức lực như lại u về, bước chân đã nhanh hơn. Tôi che ngực, chậm chậm, chậm chạy đi. Phía sau vẫn liên tục truyền đến tiếng kim loại va đập, tiếng quát, tiếng súng nổ. Chạy được hơn 100 mét, đến chỗ rẽ, đã có thể nhìn thấy cách đó không xa, ánh người lấp lóe, có người qua lại. Phía sau, là hai thế giới đi thêm một bước là cuộc sống bình thường vẫy tay cầu cứu một ai đó trên đường tôi vẫn còn tiền mang theo sẽ nhờ người đưa tới bệnh viện sau đó sẽ chạy trốn đi thêm một bước là vĩnh viễn chia xa đi thêm một bước là một cuộc đời mới đi thêm một bước là không còn sở vong âm thanh của dòng xe cộ ồn ào đến thế nhưng vì sao tiếng va đập tiếng súng tiếng hô phẫn nộ trong phòng thí nghiệm vẫn không ngừng vọng lại bên tai tôi như chú ngữ. Đây là hồi kết sao? Hồi kết của đoạn đời lưu lạc chạy loạn, từ nay về sau lại là khởi đầu mới, tươi sáng hơn, an toàn hơn. Sở vong có giết được A Ngoã? Có còn quay về bên tôi? Hay là sẽ bị A Ngoã giết? Rồi Y sẽ giết nốt tôi? Hoặc tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại bất cứ ai trong hai người đó? Tôi phải làm gì? Tôi nên làm gì? Bắc Kinh đêm lạnh như nước. Tôi chạy bằng tốc độ mình cho là điên cuồng nhất, vết thương trên lưng dường như lại rách ra, cơn đau từ nơi ấy càng lúc càng dữ dội, truyền thẳng về tim. Đột nhiên, tôi như cảm thấy toàn thân nhẹ bẩn. Sở vong, anh nghĩ anh không biết. Nếu an toàn của em, phải lấy tính mạng của anh đổi lại, em tình nguyện, cả đời phiêu bạc nơi nơi. Cho dù rốt cuộc cùng chết bên nhau, cho dù đây chỉ là trò đùa của trời xanh nghiệt ngã, Em không hề hối hận ngay đầu tiên gặp gỡ liền không hề do dự thích anh. Cũng không hối hận, thời khắc này đã quay đầu lại. Em không thể hình dung, không thể hình dung một thế giới không có anh. Cho nên tôi kéo lê thân thể kiệt quệ, lần thứ hai đứng trước cửa phòng thí nghiệm. Thậm chí đã không còn rõ ánh sáng lập loại kia là ánh sao hay ánh đèn. Tiếng súng đạn dần lắng. Dường như cả tiếng hít thở cũng đã biến mất. Sở Vong, em nguyện ý đánh cược nếu 20 năm sau con em có thể bình yên, vậy tối nay em làm gì cũng sẽ vẫn an toàn. Em nguyện ý vì anh, cực phen này. Đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc. Bên trong phòng thí nghiệm dường như vừa trải qua một cuộc hủy diệt. Mảnh kim loại văng khắp nơi, vách tường dày đặt lỗ đạn, dụng cụ thí nghiệm biện dạng hoàn toàn, trong không khí ngập mùi thuốc súng và máu. Khói thuốc che mờ hai mắt, tôi không thể thấy rõ phương hướng và tương lai. Sở vong sở vong tôi dốc toàn bộ sức lực gọi to không ai trả lời tôi đạp từng mảnh đá vụn tìm anh thật lâu sau thiếu hàng dường như đâu đây vọng lại một âm thanh yếu ớt sở vong tôi chạy như điên đến nơi ấy lại chỉ thấy một đống đổ nát nào có bồng người anh ở đâu anh ở đâu hay chỉ là ảo giác của tôi bên dưới chân em giọng nói kia lần thứ hai truyền đến lòng tôi căng thẳng Nhìn đám đá vụn và đống kim loại vỡ nát dưới chân, điên cuồng cào lớp đá và mảnh kim loại ra, gương mặt tuấn tú của Sở Vong xuất hiện. "Tốt quá rồi, anh còn sống." Hai tay tôi ôm lấy mặt anh. Anh nỗ lực mở mắt, mỉm cười nhìn tôi. "Tốt quá rồi, tôi thì thào lặp lại." Trên mặt anh, một vết cắt thật sâu giữa mi tâm kéo xuống gò má trái, khiến tôi kinh hãi. Thân thể anh cũng bị một đống đá vụn và mảnh gỗ vùi lấp tôi vội vàng bới cả hai tay. Đừng, sở vong thấp giọng ngăn tôi, hơi thở mong manh, từ dưới ngực đã không còn gì. Em đừng nhìn, anh không muốn em thấy, anh như vậy. Thế giới trong nháy mắt như sụp đổ dưới chân. Thân thể anh, thân thể anh. Nghe anh nói đã, sở vong hít sâu một hơi, gắn bình ổn lại, nói tiếp, anh vừa kích nổ bom, a à ngoả, đã nổ tan rồi, còn anh chỉ dư lại chút năng lượng. Không, tôi thất thanh, Em sẽ nạp điện cho anh Sẽ nối tay chân cho anh Anh nhất định sẽ không chết Sở vong, sao anh có thể chết Anh là người nhân tạo ưu tú nhất Chỉ cần linh hồn anh còn đây Chỉ cần còn chip anh còn đây Chip Tôi hiểu ra, con chip thay thế trái tim Đã bị phá hủy Vô ích Anh nhìn tôi, rõ ràng đã kiệt sức Nhưng vẫn cố dồn chút hơi tàn sót lại Anh rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao. Không. Anh đừng nói nữa. Em nhất định phải cứu anh, nhất định có cách cứu anh. Nghe anh nói, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, không mạnh mẽ như mọi lần. Sức anh không còn nhiều, chỉ khẽ nắm như vậy nhưng vẫn khiến tôi không dám nhúc nhích. Bọn họ không có khả năng đưa thêm một đội nữa đến. Em an toàn rồi. Em rốt cuộc an toàn. Câm miệng. Không cho anh nói như thể trăng trối vậy. Anh rõ ràng phải ở bên em một năm bây giờ còn chưa được nửa năm em là mẹ của chủ nhân anh em muốn anh sống sao anh có thể bỏ lại em một mình sao anh có thể bỏ lại tôi sau khi khuấy lên mọi thứ thế giới không có sở vong thế giới không còn sở vong làm sao có thể chịu được làm sao có thể đối mặt chờ đợi tôi là một thế giới như vậy là một tương lai trống rỗng như vậy thế giới ấy tương lai ấy không còn người khoanh tay đứng xa xa, mỉm cười gọi tôi, dịch tiểu thư. Không còn người, vóc dáng mạnh mẽ, mày rầm phi dương nhập tấn. Không còn người, bi thương mà cao ngạo nói với tôi, giây phút linh hồn sống lại, tất cả ký ức và tình cảm đều ngủ lại trong thân thể đã chết. Không còn người, tay phải dao nhọn, tay trái súng thép, cứu tôi trong cơn nước lửa, vì tôi rạch đất xé trời, vì tôi hóa thân tu la. Từ nay về sau, từ nay về sau. Đêm đêm ngày ngày, ngày ngày đêm đêm. Năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm. Cho tôi, bình yên êm ấm, thái bình vang ca, vạn sự như ý, phúc lộc song toàn. Đợi anh, yên lặng dưới đổ nát, trong tối tâm, tan thành mây khói, chết không nơi tán thay. Trong tương lại, anh không có thân phận, linh hồn khuyết thiếu, ở hiện tại, anh không để người biết, không lưu dấu tích. Đây là kết cục của đôi ta. Khoa học của 20 năm và dục vọng, đổi lấy một lần vượt thời không, bảo toàn tính mạng tôi, chôn vùi linh hồn anh, để quãng đời còn lại của tôi lưu lạc. Thì ra kết cục là như vậy. Sở vong, thì ra em lại mất na như vậy. Xin lỗi. Ánh mắt anh ra sức mở to mình tôi, thiếu hàng, em phải sống thật tốt. Em yêu anh, tôi ông mặt anh, em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh. Anh cũng yêu em, anh ho một tiếng, phun ra búng máu, trên mặt lại là nét hạnh phúc chưa từng xuất hiện. Mắt chăm chú gắn lấy tôi Nhưng ánh mắt đã dần tan rã Đừng, anh không được Tôi biết, tính mạng anh như nắm cát trôi qua kẻ tay Không cách nào níu giữ Lạ qua Giọng anh thấp dần Anh sao lại, bắt đầu, thấy ảo giác Anh, đừng nói lung tung Tôi vỗ nhẹ, không sao ngăn được ánh mắt anh tan rã dần Buổi tối, bãi cỏ, em ở đó cười Tôi kinh hoàng, ánh mắt anh càng lúc càng mơ màng, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc dường như đã trở thành một người khác. Anh dụi dàng, cười. Đi tới, bóng rổ, đua em về phòng, thiếu hàng, thật hạnh phúc, yêu em, không phải, không yêu em. Trong khoảnh khắc, tôi quên hô hấp, hai tay che miệng, không để mình kêu lên. Anh nói gì? Bóng rổ. Tối đó. Cái tên ấy, phủ bụi nằm trong một góc nơi trai tim, cái tên tôi cho rằng trọn kiếp này sẽ không còn nhắc tới, chớp mắt chợt nhảy lên trong ốc. Không, không thể, không phải như vậy nhưng lại là thế đó ánh mắt sở vong bỗng nhiên trở nên tập trung bình tĩnh dừng trên mặt tôi cuối cùng gương mặt ấy hiện lên nét bi thương thường thấy thiếu hàng cái đêm nói với em rằng anh phải ra nước ngoài từ đó về sau trái tim anh đã chết rồi ánh mắt sở vong bỗng nhiên trở nên tập trung bình tĩnh dừng trên mặt tôi cuối cùng gương mặt ấy hiện lên nét bi thương thường thấy thiếu hàng cái đêm nói với em rằng anh phải ra nước ngoài từ đó về sau trái tim anh đã chết rồi anh sao lại có thể nói một câu như vậy một câu khiến tôi điên cuồng khiến tôi không thể khống chế nổi thì ra nỗi đau anh vẫn không hiểu rõ thì ra là như vậy thì ra ý trời khiến anh trở lại bên em nhưng vì sao anh vẫn không nhớ được vì sao vẫn không nhớ ra thiếu hàng anh rốt cuộc nhớ ra tên mình ánh mắt anh ngày càng sáng rực giọng nói không còn đứt quãng tôi kinh ngạc nhìn anh gò má góc cạnh như đau gọt, đồng tử lấp lánh như sao đêm, chỉ sợ, lời anh sắp nói ra, lại khiến tim tôi một lần nữa nát bấy. Anh dồn hết khí lực hô to, Hà, Khiêm, Dương. Thì ra tên anh là Hà Khiêm Dương. Tôi ngơ ngác nhìn anh, nhàn anh lấp lánh mắt, nhìn anh hạnh phúc đến thế, dịu dàng đến thế, ngắm tôi. Thì ra linh hồn trộm được từ trên thi thể này, kiếp trước đã yêu em, cho dù biến thành sở vong cũng không hề thay đổi. Đừng nói nữa, tôi nức nở ánh mắt anh hạnh phúc đến thế nhưng tôi biết đó là ánh sáng cuối cùng trong mắt người chết thiếu hàng thì ra dù chết một lần cũng không cách nào ở bên em mắt anh dần dần tản ra anh đừng nói nữa anh đừng nói nữa trời ơi xin anh tôi khóc to anh nhìn tôi anh không bỏ được thật sự không nở nếu còn có kiếp sau anh nhất định phải ở bên em bảo vệ em suốt đời sẽ không để em một mình lẻ loi trên thế giới này Lời hứa hẹn sau cùng tan biến trong cổ họng Đôi hàng mi dài nhắm lại an tĩnh Giọt lệ cuối cùng men theo vết máu rơi vào lòng bàn tay tôi Tôi ôm đầu anh Anh ngủ yên trong lòng tôi Mái tóc anh đen nhánh Làn da anh trắng trẻo Giống như anh đang ngủ thôi Chỉ cần chạm khẽ lên hàng mi khép hờ là nó sẽ nâng lên Ngay trong lòng tôi Mắt anh, mi anh, mũi anh, môi anh ngay trong lòng tôi ngay trong lòng tôi tôi quỳ gối ông anh trong cơ thể tôi có thứ gì đó chậm rãi trôi ra chảy lên đầu anh vai anh đây là điều tôi từng khát vọng an tĩnh như thế hài hòa như thế thế giới chỉ có tôi và anh hài hòa như thế sở phong hãy để chúng mình cùng say ngủ một giấc không có chiến tranh không có súng đạn không có dịch cảnh dương không có hà khiêm dương chỉ có anh và am sở phong và dịch tiểu thư sống không thể bên nhau, hãy để ta chết được cùng một huyệt. Tôi chậm chậm nhắm mắt. Tất cả lại quay về điểm khởi đầu. Không có âm thanh, không có ánh sáng. Không biết qua bao lâu, chợt bên tai tôi có tiếng người, tiếng còi cảnh sát. Trời ơi! Phòng thí nghiệm bị nổ rồi. Bắn nhau. Ở đó có bắn nhau. Có một cô gái, hình như còn sống. Tôi biết cô ấy. Dịch tiểu thư, sinh viên năm thứ ba. Vẫn còn thở gọi xe cứu thương mau. Có người kéo tôi ra, có người nói chuyện bên tai tôi, có người muốn gỡ tay tôi ra khỏi anh, tôi từ từ giơ khẩu súng của sở vong về phía người đó. Có người giật khẩu súng ấy đi, rốt cuộc tôi lại rơi vào bóng đêm nặng nề. Sở vong, anh và em cùng nhau ngủ đi, nhé. Đau, đau quá. Tôi mở mắt, ánh sáng làm mắt tôi nhức nhối. Lát sau, tôi nhìn rõ toàn cảnh xung quanh. Tường trắng, ga giường trắng, bên cạnh là các thiết bị máy móc tay trái tôi còn đang ghim tim truyền đây là bệnh viện tôi đang ở trong bệnh viện cơn đau nhức từ ngực truyền đến là vết thương do a ngoã gây nên một người nằm gục bên giường tôi tóc dài xõa tung đôi vai gầy gò nước mắt của tôi chảy xuống như mưa tôi vẫn còn sống chỉ mình tôi còn sống thanh oánh tôi khẽ gọi cô ngẩng đầu tôi mắt mông lung đờ đẫn nhìn tôi rồi tỏa sáng cậu tỉnh rồi cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cô đứng phát dậy, nhào đến bên tường, ra sức ấn nút gọi bác sĩ. Ha 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 ha. Ha 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 ha, cô ấy cười thật lớn, năm ngày. Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh. Tỉnh rồi. Thanh oánh. Một cô gái thường ngày ngày gọn gàng thanh thoát như vậy, lúc này lại đầu bù tóc rối, nhất định là vì suốt mấy ngày nay chăm sóc tôi không ngơi nghỉ. Cậu sao rồi? Có muốn uống nước không? Cô ấy vui vẻ. Tôi gật đầu, nhấp một ngụm nước cô ấy đưa cho rồi nắm tay cô. Cô ấy không dám nút nhích. Thanh oánh, tớ đau quá, tôi siết chặt tay cô ấy, tớ đau lắm, thanh oánh. Nước mắt của cô cũng từ từ chảy ra. Sở vong chết rồi, tôi nói, anh ấy chết rồi, đã không còn cơ hội sống lại nữa. Sở vong của tớ chết rồi. Các bác sĩ nghe tin, chạy tới. Chúng tôi bị tách ra. Họ liên tục hỏi tôi đủ điều. Tôi không trả lời, chỉ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng, rơi vào tâm tối. Tỉnh lại lần nữa, Thanh Oánh đang ngồi bên giường đọc sách. Thấy tôi mở mắt, cô ấy vui mừng lắm. Cậu ổn không? Tôi hỏi. Thanh Oánh trợn to mắt, người đang bị thương là tôi lại hỏi cô ấy có ổn không? Ngay sau đó, cô hiểu ra ý tôi, bàn tay siết nhẹ tay tôi. Tớ không ổn chút nào, cô nói, một ngày tỉnh lại phát hiện mình bị người khác ném đến trước cổng trường, chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra, chính bản thân cũng không rõ nữa. Từ sau hôm đó, cậu lại biến mất tâm. Tớ đã đi hỏi rất nhiều người, tìm khắp Bắc Kinh vẫn không thấy cậu. Tớ từng nghĩ cậu chết rồi. Tôi gật đầu, sau lần bị A khố cấy chip vào đầu để khống chế, lợi dụng xong, bọn họ đã ném cô ấy về trường. Phòng thí nghiệm thế nào, tôi hỏi. Thanh oánh ngẩn ra, rồi chợt khóc to, thiếu hàng. Tớ bị cậu hù chết thôi. Tớ không biết mình làm đúng hay sai nữa sau đó phòng thí nghiệm bị phát nổ thi thể của sở vong bị thiêu hủy trong vụ nổ rồi may mà không có ai bị thương nữa nhưng mà thầy cô giáo ở trường và cảnh sát đều tìm cậu họ bắt cậu bồi thường còn nghi ngờ cậu giết sở vong một thanh oánh luôn luôn ôn hòa mềm yếu phải đối mặt với chuyện này hẳn khó khăn lắm thanh oánh vừa khóc vừa nói tiếp tớ chẳng biết mình có làm đúng hay không nữa tớ rút tiền trong thẻ cậu hối lộ bọn họ để họ ém việc này xuống từ trước tới giờ tớ chưa từng làm loại chuyện này, tớ đã dùng hết trơn một trăm vạn, tớ. Cậu làm tốt lắm, tôi nắm chặt tay thanh oánh, nước mắt lại chảy xuống, thi thể của sở vong, tôi cũng không giữ được. Lúc này cô ấy mới nín khóc mỉm cười, vui mừng đi lấy cơm cho tôi. Hơn một tháng sau, tôi có thể ngồi dậy, bèn gọi thanh oánh tới, trịnh trọng nói, thanh oánh, tớ có việc nấu muốn cầu xin cậu. Thanh oánh trừng mắt với tôi, cứ nói đi. Đi tìm Hà Khiêm Dương, xem anh ấy đang ở đâu, đang làm gì, có phải gặp chuyện gì khó khăn hay không. Một tháng sau, bệnh viện hoa hạ. Tôi vẫn phải quấn băng trên người, thanh oánh đỡ tôi, đứng trước cửa phòng trọng bệnh. Một đoạn đường đi tới đây đã làm trách miên vết thương đang kết vẫy, nhưng tôi vẫn muốn tới. Lời nói dối xuất ngoại ba năm trước của Hà Khiêm Dương, nỗi lưu luyến của sở vong trước khi chết, đáp án đều ở đây. Đây là phòng bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối chúng tôi đang trầm tư đứng đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một cậu bé chừng 10 tuổi rón rén bước ra, cẩn thận đóng cửa, không hề phát ra bất kỳ tiếng ồn nào. Đó là một cậu bé cực kỳ xinh xắn, mắt to, mũi cao, mặt tròn, vóc dáng không cao, trông khỏe mạnh kháu khỉnh. Điều kiện gia đình cậu nhóc chắc không tốt, quần áo trông hơi chặt và đã rất cũ, thậm chí còn có chỗ rách. Cậu bé nhìn tôi chầm chầm, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ suy tư trong giây lát, hai mắt bỗng sáng lên, hai chị đến thăm anh hai ạ. À. Thanh oánh ngạc nhiên, anh hai em là. Anh hai em là. Cậu nhóc chống nạnh, hất mặt đắc ý nhìn chúng tôi, đại tài tử phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong hạ khiêm dương. Vẻ mặt rất đáng yêu, lời nói rất dễ thương. Nhưng chúng tôi không cười nổi. Nhóc con vẫn rất vui vẻ, nhảy chân sáo về phía phòng nước. Đầu chợt nhảy lên một ý, tôi hỏi theo, bé con, em tên gì? nó quay lại nhìn tôi toét miệng cười hà cảnh dương hà cảnh dương hà cảnh dương tôi và thanh oánh nhìn nhau thì ra là thế thì ra là thế định mệnh xoay chuyển một vòng lớn lại quay về điểm khởi đầu hà khiêm dương nút thắt là ở đây thì cũng cần cởi ra từ đây tôi gõ nhẹ cửa phòng thanh oánh ngồi xuống trên ghế đợi ngoài cửa phòng trọng bệnh nhưng vẫn có đến bốn người nằm trên giường gần ban công là bóng hình quen thuộc an tĩnh nằm đó trên đầu anh đội mũ gương mặt gầy gò tái nhợt đâu còn dáng vẻ tinh lực bừng bừng khi xưa anh đã từng là chủ lực của đội bóng rổ đã từng là tài tử toàn năng được toàn trường chú ý mà giờ đây anh yên lặng nằm đó gia cảnh bần hàng tiền quyên góp và tiền do trường học hỗ trợ đã dùng hết bác sĩ cũng tuyên bố hết cách anh đã dừng trị liệu thật ư hà khiêm dương Mấy ngày này, mấy ngày này, anh chỉ một mình nằm trên giường, một mình đến thời gian, đợi tử thần đến đón. Tôi bước lại gần, mắt anh chậm chậm nghiêng qua. Anh sững sờ nhìn tôi, hốc mắt đỏ ửng thoáng hiện lên vui sướng và tuyệt vọng. Trầm mặt chỉ trong chốc lát, anh hỏi, sao em lại tới đây? Tôi ngồi xuống bên anh, em đến thăm anh. Em đã biết rồi. Hà Khiêm Dương nhìn tôi, ánh mắt đông đầy bi thương, em đến thăm anh một lần, ước nguyện cuối cùng của anh đã hoàn thành rồi. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hộ sĩ cho tôi biết, anh chỉ còn chưa đến một tháng. Anh không nói lời nào, tôi cũng không lên tiếng. Nhìn ánh mắt khoan hòa cùng vẻ mặt vui mừng của anh, tôi không nhịn được, hỏi, Hà Khiêm Dương, vì sao anh lại muốn một mình gánh chịu? Anh cũng biết, em đã yêu anh nhiều đến mức nào. Vì sao không để em cùng anh, cùng anh đi qua khổ cực, cùng anh những ngày sau cuối? Nếu như em biết, em nhất định ở bên anh. Không để anh một mình chịu đựng. Nhưng anh lại lừa em. Anh cùng với mặt cảm hân hồi nhau lừa em. Anh khiến em nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Anh biết không, em đã từng nghĩ, đời này mình chẳng còn có thể yêu ai. Thiếu hàng, anh cắt lời tôi, hai mắt trưng trưng, anh làm sao nhẫn tâm, làm sao nhẫn tâm để em yêu anh rồi lại nhìn anh chết đi. Lời anh nói tự như cú đánh thật mạnh, đập vỡ tất cả ký ức của tôi, đập vỡ vỏ bọc kìm nén tâm tình tôi bấy lâu. Cảnh tượng khi sở vong sắp chết lại lóe lên trong đầu tôi. Hà Khiêm Dương nói, anh làm sao nhẫn tâm để em yêu anh rồi lại nhìn anh chết đi. Sở vong nói, thì ra dù đã chết một lần cũng không cách nào ở bên em. Hà Khiêm Dương, anh biết không, sau khi anh chết, linh hồn anh vượt 20 năm thời không trở về bên em, lại khiến em y e e -y anh lần nữa. Chung quy em vẫn không thể trốn chạy khỏi định mệnh yêu anh, và đem đến cho anh một số phận đau khổ. Cho nên mới gạt em, mười ngón cuốn chặt vào nhau, tôi hỏi, xuất ngoại, có người yêu, đều là giả. Thiếu hàng, Hà Khiêm Dương nhắm chặt mắt, tự như muốn cực lực đè nén điều gì. Lát sau, anh mới mở miệng, chậm rãi nói từng từ từng câu, bên cạnh em, chẳng phải đã có một người đàn ông bảo hộ sao. Tôi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh. Anh hít sâu một hơi, chậm chạp, anh từng tới nhà em, chỉ muốn nhìn em một chút, anh thấy một thanh niên trong không tệ lái xe đưa em về. Đó là lầm đầu tiên sở vong đến nhà tôi. Tôi chợt cảm thấy có gì đó trong ngực cuộn lên, chất lông quơ tanh ngọt tràn vào ít hầu. Thiếu hàng, Hà Khiêm Dương kinh hoàng nhìn tôi học máu ra đầy giường, anh vội và gắn gượng ngồi dậy. Các bệnh nhân khác cũng kinh ngạc hô lên, lo lắng nhìn tôi rồi vội ấn chuông gọi y tá. Tôi lau vệt máu nơi khóe miệng, khoát khoát tay với anh, ý bảo không sao, không sao đâu, bệnh cũ của em thôi. Anh nói đúng, em có người yêu rồi. Anh ấy là sở vong. Hy vọng anh chúc phúc chúng em. Hiện tại, người em yêu là sở vong. Anh ấy không phải người, chỉ là một người nhân tạo. Linh hồn của anh ấy là từ anh, từ thân thể đã chết đi của Hà Khiêm Dương anh, lấy ra. Nhưng Hà Khiêm Dương, lúc này anh không biết. Đợi đến 20 năm sau, khi anh trở lại bên em, vào một khắc trước khi chết đi, anh mới nhớ. Mới biết được anh đã trao cho em những giày vò ra sao, cũng như đã cho em một tình yêu sâu nặng dường nào. Em đi trước, tôi cố nén lệ, đứng dậy, đưa lưng về phía anh, không nhìn đôi mắt tràn ngập đau đớn của anh. Tất cả đều đã được định trước. Ngay cờ hờ cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy âm thanh của anh thuê gió truyền đến, thiếu hàng, chúc hai người hạnh phúc. Anh ấy chúc tôi và sở vong hạnh phúc. Thanh oánh bước đến đón, tin mắt nhận ra bèn đỡ tôi, lại học máu. Tôi gật đầu, cô không hỏi gì thêm, dịu tôi bước đi. Một hộ sĩ hảo tâm thấy tôi đỏ khóe mắt bèn lại gần, than thở, cô là bạn của Hà Tiên Sinh à. Cậu ấy thật đáng thương, còn tre như vậy lại mắc bên hiểm nghèo, càng khổ hơn là gia cảnh lại quá bần hàng, cha mẹ mất sớm. Sau khi cậu ấy đi, em trai cậu ấy biết làm sao bây giờ. Tôi giật mình chấn động, đúng vậy, tôi không thể đau khổ mất khống chế, tôi còn có việc phải làm. Tôi gật đầu với Thanh Oánh, cô lập tức hiểu ý, dìu tôi đi về phía phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng và bác sĩ chính của Hà Khiêm Dương đang ngồi đối diện. Hứa Thanh Oánh đặt một tấm thẻ lên bạn, xin hãy dùng thuốc tốt nhất cho Hà Khiêm Dương. Nhưng, bác sĩ đẩy đẩy kính, bất đắc dĩ nói, cậu ấy đã vào giai đoạn cuối, dù dùng thuốc tốt nhất cũng không thể bảo đảm sống quá một tháng nữa. Tôi khẽ cắn môi, tôi có một yêu cầu, sau khi Hà Khiêm Dương chết sẽ bảo tồn thi thể của anh ấy trong phòng lạnh đủ 20 năm. Viện trưởng và bác sĩ trợn mắt nhìn tôi, Thanh Oánh đang ngồi bên cạnh cũng giật mình, cậu điên rồi. Tôi muốn các vị, lấy danh dự của viện trưởng, cùng tôi ký hợp đồng bảo vệ thi thể anh ấy, không được phép tổn hại chỗ nào đến năm 2026. Hứa Thanh Oánh sẽ làm người đại diện cho tôi, trong 20 năm này, khi tôi không có mặt ở thành phố hay ra khỏi Trung Quốc, cô ấy sẽ thay tôi giám sát tình trạng bảo tồn thi thể. Mặt khác, tôi muốn nhận nuôi Hà Cảnh Dương, em trai Hà Khiêm Dương. Vấn đề nhận nuôi thì cô cần mời luật sư, hơn nữa còn phải quan tâm đến nguyện vọng của Hà Cảnh Dương, viện trưởng và bác sĩ đã ngây người vì yêu cầu kỳ quái của tôi. Được. Tôi sẽ mời luật sư. 40 ngày sau. Nghĩa địa. Hà Cảnh Dương, con nuôi tôi nhận hôm nay, đã đổi tên là Dịch Cảnh Dương, tay nâng hũ cho cốt lẳng lặng đứng cạnh tôi trước bia mộ Hà Khiêm Dương. Chị ơi, anh hai chết rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Gương mặt non nớt còn vương lệ, giọng nói lại quá mức trấn tĩnh. Bé ngoan, sau này phải gọi là mẹ, tôi ôm lấy bé. Không muốn đâu, cậu bé cố chấp nhìn tôi, chị còn nhỏ hơn anh hai, chỉ lớn hơn em có 10 tuổi thôi, sao em lại gọi chị là mẹ được? Tôi vỗ vỗ tráng, nói, bọn họ đều nói con là con trai mẹ, cho nên con phải là con của mẹ nó trợn to mắt lời này đương nhiên nó nghe không hiểu cảnh dương ngoan chúng ta phải để lịch sử đi đúng quỹ đạo của nó cho nên con phải trở thành con của mẹ mới có thể là dịch cảnh dương nó chỉ nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật đầu nắm chặt vạt áo tôi bé ngoan sau này chỉ còn lại hai chúng ta mẹ nhất định sẽ bảo vệ con cho con những thứ tốt nhất thế giới này nó lại gật đầu lộ ra vẻ chín chắn không hợp tuổi Mẹ sẽ bảo hộ con bằng cả tính mạng mình cho đến khi con có đủ năng lực bảo hộ hai chúng ta Tôi ôm con trai mới của mình vào lòng Đứa bé này gầy gò và nhỏ bé so với bạn đồng lứa nhiều lắm Con nhất định sẽ bảo vệ mẹ Cậu nhóc quên nắm tay, đầu dựa vào cần cổ tôi Không, không phải hiện tại, tôi cười khe khẽ Hẳn là chừng 20 năm sau Tôi sẽ đợi, đợi nhóc con của tôi lớn lên trở thành nhà khoa học ưu tú nhất Đợi cuộc chiến của con người và người máy nổ ra Cũng sẽ đợi, sở vong sống lại. Đợi đến năm 2026, tôi sẽ không để sở vong rời xa tôi. Nhất định sẽ giữ anh ở lại, ở lại bên tôi. N. Một tay nắm dịch cảnh dương, một tay kéo vali hành lý, tôi về nhà. Đây là một con đường ưu tĩnh, ven đường trồng đủ loại cây cối, những tòa biệt thự phong cách đơn giản mà đặc sắc khác biệt đứng sừng sững giữa hàng cây xanh. Thỉnh thoảng có vài người tóc vàng mắt xanh đi qua, cười cười thân thiện với chúng tôi. Cũng có đôi khi, một cậu nhóc dừng lại trước mắt, huyết sáo lanh lảnh, vui vẻ hỏi tôi có cần giúp một tay hay không. Mỗi lần như vây, dịch cảnh dương lại hóa thành con cọp nhỏ, nắm chặt tay tôi, khiến tôi không khỏi bật cười, cảm ơn và từ chối thịnh tình của họ. Đi hơn nửa giờ, cuối cùng cũng tới một tòa nhà ba tầng sơn màu vàng nhạt. Trước cửa trồng đầy oải hương, tìm ngát dịu dàng. Hai đứa tre chừng 10 tuổi đứng trên cỏ, hình như đang điều khiển ô tô đồ chơi nhìn thấy chúng tôi, cậu con trai quay đầu lại, gọi với vào trong nhà, ba ơi, có khách tới. Còn cô bé thì nhảy chân sáo tới trước mặt chúng tôi, nghiêng đầu đánh giá, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt dịch cảnh dương. Ấy thật là đẹp nha, cô nhóc nói bằng tiếng Anh. Sau đó, tôi trân mắt há hốc miệng nhìn bé gái ông mặt dịch cảnh dương, hôn một cái thật mạnh. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cảnh dương ghét bỏ vội vàng lấy tay lau sạch giọt nước trên má trừng mắt nhìn cô bé kia cô nhóc lại chạy rất nhanh siết nó mắng bằng tiếng anh tôi trố mắt con nói được tiếng anh cơ à nhóc con cười hắc hắc bảo đây là câu mắng người học trên tivi đấy ạ à? thằng quỷ này cửa chính mở to một đôi nam nữ trung niên chạy ra người đàn ông chạy phía trước có màu da giống tôi thì phụ nữ phía sau thì tóc vàng vẻ mặt của họ lại giống nhau từng nghi hoặc đến kích động ông chạy đến trước mặt tôi ngừng lại miệng mấp máy muốn nói điều gì song một lời cũng chưa thốt ba tôi quỳ xuống trước mặt ông thiếu hàng bất hiếu nhất lời ông cảm động rơi lệ đỡ tôi đứng lên ngốc cuối cùng con cũng chịu tới đây sao không báo cho ba một tiếng mà tự mình chạy đến thiếu hàng một giọng nói lơ lớ vang lên người phụ nữ đứng sau vợ của ông cũng vui mừng ra mặt tôi gật đầu gọi một tiếng Oni, bà cười hớn hở. Đây là... Cha nhìn chăm chú vào nhóc con đang kéo tay tôi. Đây là mẹ tôi, vốn không dễ dàng thừa nhận tôi là mẹ, lúc này dịch cảnh dương lại cướp lời, tự giới thiệu thân phận. Cha và dì trừng to mắt, hiển nhiên là không tin được. Tôi vỗ đầu cảnh dương, trịnh trọng, là con của người quen cũ. Cũng là con nuôi của con. Thảo Nguyên đã sanh. Mùa xuân lại đến. Tôi vấn tóc, chọn một chiếc quần vải đây, áo lông vàng nhạt mặc vào, trang điểm nhẹ. Người trong gương duyên dáng thước tha, nhìn vẫn thật trẻ trung. Có lẽ phải cảm ơn những sản phẩm dưỡng da tốt nhất, bộ quần áo và trang sức đẹp mắt nhất, tinh tế nhất. Mở cửa phòng, tôi bước xuống lầu. Đây là một tòa kiến trúc cực lớn, có bốn tầng, mỗi tầng có tới tám, chín gian phòng, ngoài trừ tôi còn có mười mấy vệ binh và năm, sáu thị nữ. Đi qua hành lang dài hung hút, Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, không gian vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân tôi vang lên đơn điệu. Khúc quanh, hai cậu nhóc vệ binh đang chăm thuốc cho nhau, dưới ánh lửa, trong ánh nắng, gương mặt trẻ trung trông thật bắt mắt. Thấy tôi đi tới, hai người lập tức đứng nghiêm, chào tôi. Một người hì hì nói, phu nhân, nghe nói bữa trưa này có tổ yến. Tôi giả bộ nghiêm nghị trừng mắt với cậu ta, tiểu phó, lại ngứa răng rồi. Cậu ta vẫn hí hững thoải mái như cũ, chẳng phải đều nhờ phu nhân nhân từ thông cảm với cấp dưới hay sao tôi cười nói yên tâm lát tôi sẽ bảo phòng bếp làm nhiều một chút mấy đứa đổi ca thì nhớ đến đó lấy ăn nhé cậu nhóc vui vẻ cảm ơn tôi liên tục cậu vệ binh trẻ hơn đứng bên lại lấy dũng khí nói lớn phu nhân không được tiểu phó trợn mắt khá hốc miệng nhìn cậu ta thằng ranh này tôi nhướng mày nhìn cậu lính trẻ khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta thoát đỏ ửng giọng nói hơi ruông đó là những thứ chủ nhận chuẩn bị cho phu nhân, chúng tôi sao có thể ăn được. Phu nhân, người không được khỏe, xin hãy yêu quý bản thân hơn. Tôi thường xuyên ho ra máu, đây là chuyện mọi người đều biết. Tiểu phó phòng mặt lên đỏ bừng, cậu lính trẻ tuy sợ nhưng vẫn kiên định. Tôi cười với cậu ta, cậu tên gì? Nghiêm gia sơn, cậu vệ binh lại dập chân chào một cái. Nhìn nụ cười của tôi, mặt cậu càng đỏ hơn, vội và cúi đầu. Tôi nói, Cảm ơn cậu đã quan tâm. Cậu mới tôi phải không? Kỳ thực cậu không biết, cảnh dương hay đưa đồ đến đây lắm, lần nào cũng để hỏng đi, mấy đứa kia nếu có tác dụng thì tôi đã sớm khỏe rồi. Hơn nữa mọi người ở đây đều vất vả, nếu đã vậy, sao phải để lãng phí? Tiểu phó lúc này mới đắc ý, mắng một câu, còn non lắm. Nghiêm gia sơn đã đỏ mặt tới mang tai, nói nhỏ, phu nhân, người thật tốt. Tôi tiếp tục bước xuống lầu. Năm năm, Tôi đã ở tổng toàn nhà này trống trải này 5 năm. Tất cả thị nữ và vệ binh bảo vệ tôi đều đã quen thuộc, đều cho rằng dịch cảnh dương đưa tôi tới nơi này là để cho tôi dịu dưỡng thân thể. 5 năm, tôi đã ở tổng toàn nhà này trống trải này 5 năm. Tất cả thị nữ và vệ binh bảo vệ tôi đều đã quen thuộc, đều cho rằng dịch cảnh dương đưa tôi tới nơi này là để cho tôi dịu dưỡng thân thể. La Quyển thiếp thân thị nữ của tôi thấy tôi đi xuống bèn vội chạy tới chào đón, phu nhân, điểm tâm vừa làm xong. Tôi gật đầu. Cô bé ngồi xuống với tôi, cùng tôi dùng bữa. Phu nhân, chủ nhân hình như một tháng rồi chưa tới nhỉ, cô bé ngập ngừng hỏi tôi. Lại thêm một cô nhỏ bị CN tôi mê hoặc. Thế nào? Nhớ nó rồi, tôi trêu đùa. Mặt cô bé đỏ bừng nhưng nói vẫn rất hùng hồn, chủ nhân xuất sắc như vậy, chỉ là cháu sùng bái ngài ấy thôi. Ở đây có bao nhiêu cô thích nó, nhưng từ lúc nào nó đã mê hoặc cả la uyển thân mến của tôi đi rồi cô bé đắc ý hỏi phu nhân vậy người xem cháu có được không tôi không thể không nghiêm mặt nói bé con tôi phải nói cho cháu biết chuyện này con tôi hình như không có tình cảm với cả nam lẫn nữ thì phải căn cứ suy đoán của tôi nó vẫn là còn nguyên đai nguyên kiện đấy la uyển ngẩn ra mấy con bé còn lại trong phòng cũng đờ mặt sau đó tất cả đều ngượng ngùng cười rộ lên chị trương đầu bếp đi tới cười mắng, phu nhân, nào có người mẹ lại nói xấu con mình như thế. Thì tôi chỉ lo nó có xu hướng không bình thường thôi mà, tôi nghiêm túc nói, các cô bé trong phòng lại rơi vào trầm tư. Chị Trương khéo léo chuyển chủ đề, nhưng mà phu nhân, đến bao giờ phu nhân mới tìm cho mình một người bầu bạn? Tôi hơi dừng lại, nói, sắp rồi. Sắp rồi, ngày mùng 7 tháng 8 năm 2026, sắp đến. 20 năm ẩn nhẫn và cô độc chỉ vì đợi đến mùa hè này tôi gặp lại sở vong. Năm năm rồi, tôi sống trong tòa nhà mênh mông này, xung quanh là thảo nguyên mênh mông bao la. Khu vực này là vùng cấm, tòa nhà được hệ thống phòng ngự tối tân nhất, không ai có thể xâm nhập. Thế nhân chỉ biết người thân duy nhất của dịch cảnh dương là mẹ anh ta, lại không biết bà ở nơi nào. Tôi ngồi trước thềm nhà, viễn viễn đang ngồi sổng trên thảm dưới chân tôi. Viễn viễn là chú chó chăn cừu đức năm tuổi rưỡi, bạn thân của tôi trong cuộc sống tịch liêu này. Lưng nó vàng rực, lông dài, tai nhọn, lỗ tai, cái óc, trên trán đều phủ sắc đen đầy mạnh mẽ. Ngực, bụng, tứ chi cũng đen tuyền. Nó là chú chó chăn cừu đẹp nhất mà tôi thấy. Giờ đây, nó đang làm bạn với tôi. Gió nổi lên. Viễn viễn vẫn luôn ngoan ngoãn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía xa sổ vang, sau đó tung chân chạy vội ra ngoài. Con chó ngốc. Tôi bất đắc dĩ, vỗ vỗ tráng mình không giống bề ngoài thông minh nhanh nhẹn sau khi tôi nuôi chừng ba tháng đã phát hiện nó là một con chó ngốc nghếch tình cảnh chủ tớ tâm linh tương thông chẳng bao giờ xảy ra một động tác đơn giản dạy nửa năm cũng không làm được song ít việc vụn vặt sẽ làm nó cao hứng bừng bừng tôi nhìn nó chạy đuổi theo chiếc khăn lụa đang lượn vòng tròn trong không trung càng lúc càng xa vội gọi to viễn viễn về đây một bóng người cao lớn ném mũ xuống đất nhanh như gió chạy về phía viễn viễn, chặn phía trước, bắt được khăn lụa đưa cho nó. Viễn viễn há mồm cắn, cậu ta vỗ vỗ cầm nó, nó bèn ngoan ngoãn lại, rồi cậu nhỏ đuổi viễn viễn quay về. Viễn viễn chạy tới trước mặt tôi, ư ử kêu một tiếng, chị Trương đứng chờ đã lâu bèn dắt nó đi vào nhà. Tôi cười với cậu, cảm ơn, cậu nghiêm gia sơn. Mồ hôi rồng rồng theo gò má chảy xuống cằm cậu ta đỏ mặt, phu nhân khách khí quá. Thân thủ của cậu rất mẫn tiệp, tôi tán thưởng, làm cảnh vệ cho tôi thì lãng phí nhân tài quá. Cậu tê lập tức trợn mắt, vội vã xua tay, "Phu nhân, người đừng nói thế. Được bảo vệ cho người là vinh hạnh của tôi. Người chính là thân nhân duy nhất của chủ nhân, là người mẹ vĩ đại, mẹ của Dịch Cảnh Dương, thân nhân duy nhất. Lẽ nào nửa đời sau của tôi cứ thêm cái vế ấy vào tên?" Tôi không vui nhíu mày, cậu bé không biết mình lỡ lời chọc gì đến tôi không dám lên tiếng nữa. Chiến sự ở tiền tuyến thế nào rồi, tôi đột nhiên hỏi. Quân ta liên tục đánh tan. Giọng Nghiêm Gia Sơn đột nhiên ngừng bặt, mặt hơi tái đi, "Phu nhân, chủ nhân hạ lệnh không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho người. Ngài ấy không muốn phu nhân lo lắng." "Hử? Không muốn tôi lo đến?" Tôi cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu cho cậu ta đi. Tôi đi về phía nhà, Viễn Viễn đang ngồi sổng trước cửa trình ra dáng vẻ đáng thương thấy tôi bước đến bèn vui mừng nhảy chồng lên. Tôi cùng nó ngã nhào trên thảm cỏ, ngẩng đầu nhìn thí dương ảm đạm treo trên bầu trời. Tháng 8 đến rồi. Thời tiết trở nên oi bức khó chịu. Toàn bộ toàn nhà đều mở thiết bị ổn định nhiệt độ, riêng phòng tôi thì không. Tôi mở to cửa sổ để gió đêm lùa vào. Đây là tự nhiên. Bốn mùa thay đổi, nóng lạnh luôn phiên là quy luật của tự nhiên. Chỉ có tuân theo quy luật của tự nhiên, chúng ta mới có thể sống an ổn. Trong mộng, tôi lại gặp sở vong. Đã rất lâu tôi không mơ thấy anh, năm nay lại bắt đầu thường xuyên hơn, thậm chí tần suất còn gần như mấy năm anh mới ra đi. Điều này làm tôi hoài nghi, có phải mình sắp nhìn thấy anh? Tôi chôn anh trong tim mình, chưa từng quên một giây. Hôm nay, tôi lại mơ về những ngày chạy trốn ở Bắc Kinh. Tôi làm bánh quy bơ cho anh ăn. Món bánh tôi tự tay làm, Tuy anh không thích đồ ngọt nhưng hôm đó đã ăn hết sạch. Ăn xong, chúng tôi lại triền miên một trận, chẳng hề quan tâm đang giữa ban ngày. Gương mặt anh vẫn đẹp như ngày mới gặp, mồ hôi như mưa, nhìn tôi thật sâu, khẽ gọi, thiếu hàng. Tôi bật dậy. Một giấc mơ như vậy, một giấc mơ ngọt ngào lại khiến tôi cảm thấy ngực như bị tảng đá nghìn cân đè nặng. Căn phòng rộng chừng 4, 50 mét vuông, lớn như vậy, lại chỉ có mình tôi thở dốc. Chỉ có mình tôi ngoài của sổ đã tối thẳm trăng ẩn đi không nhìn thấy một ánh sao chân trần bước xuống tôi đẩy cửa ra ngoài hành lang không một bóng người tầng này chỉ có tôi và các thị nữ các cô đều đã ngủ say dưới lầu mới có vệ binh cuộc sống của họ đều khoái hoạt như thế dịch cảnh dương là thần tượng duy nhất trong lòng họ phòng có bậc điều hòa sàn lạnh ngắt tôi thong thả bước từng bước thực ra tôi cũng không biết mình muốn làm gì chỉ không muốn một mình trong căn phòng trống rỗng. Phía trước có ánh sáng. Bức tường cạnh cầu thang có một cửa sổ nhỏ, ánh trăng vừa rẽ mấy chiếu vào qua kẻ cửa. Tôi lần bước về phía ánh sáng duy nhất. Cửa sổ không cao, tôi lấy một cái ghế cạnh đó, đứng lên là có thể với tới cửa sổ. Ngoài đó là bầu trời đêm, ánh trăng dịu dịu, bãi cỏ êm đềm và gió nhẹ phất qua. Tôi mở cửa sổ, ngẩng người đứng đấy, hơi ngoài nửa thân ra phía ngoài. Gió nhẹ lướt qua gò má khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi không sao, tôi chỉ không có cách nào bình yên đi vào giấc ngủ khi mơ tới sở vong. Từng giọt từng giọt ký ức không hề sói mòn theo năm tháng mà càng lúc càng như dao nhọn, lăn trì đầu óc và thân thể tôi. Từ khi năm 2026 bắt đầu, ký ức đó càng kêu gào dữ dội hơn. Phu nhân Nguy hiểm, phía sau truyền đến một âm thanh lo lắng, âm thanh này dường như khá quen, tôi quay đầu lại, chân không tự chủ bước sang bên cạnh một bước, đạp vào không trung. Thân thể nghiêng đổ về một bên, sang nhà làm bằng cẩm thạch chợt phóng đại trước mắt, tôi gần như đã cảm thấy cơn đau nhất khi chạm vào. Không hề phát sinh. Tôi rơi vào một lòng ngực kiên cố. Hô hấp của người nọ thoáng ngừng trễ dây lát, sau đó trên đầu tôi truyền đến một tiếng kêu mừng rỡ, phu nhân, người không sao chứ. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Nghiêm gia sơn. Chúng tôi thật có duyên nhỉ. Cậu ta đỡ tôi đứng vững lại, lúc này tôi mới chú ý tình thế vừa rồi, quả là nguy hiểm. May nhờ cậu ta ổn định, lại khỏe mạnh, di chuyển cực nhanh về phía tôi để tôi ngã lên người. Cậu ta chỉ một tay chống tường lại vẫn có thể cản không cho hai người chúng tôi không lăn xuống cầu thang. Một cậu bé ngoan, rất có tài năng. Tôi nhìn cậu ta đầy cảm kích, cậu bé mất tự nhiên quay đi. Một cậu bé ngoan, rất có tài năng. Tôi nhìn cậu ta đầy cảm kích cậu bé mất tự nhiên quay đi tôi nay cậu trực à vâng phu nhân để tôi đưa người về phòng tôi lắc đầu theo bản năng cậu ta lại lúng túng không biết nên làm thế nào đưa tôi lên sân thượng tôi ngồi bệt xuống nền sân thượng nghiêm gia sơn đứng bên cạnh ngồi cũng khó đứng tiếp cũng không nên rất bối rối tôi bật cười vỗ vỗ lên sàn bên cạnh mình ngồi đi đừng giữ lễ quá vâng cậu ta cẩn thận ngồi xuống cách tôi chừng hơn một mét sao cậu lại tới chỗ này tôi hỏi thưa phu nhân vì thành tích của tôi trong trường quân đội thuộc hàng xuất sắc cậu ta kiêu ngạo nói nên mới được tuyển chọn thành vệ binh của phu nhân nhưng ra tiền tuyến chẳng phải hay hơn sao cậu bé không lên tiếng tôi chợt nhớ tới lệnh cấm đề cập tới tình hình chiến sự của dịch cảnh dương thôi được tôi không hỏi chuyện này nữa tôi chuyển đề tài cậu thấy người nhân tạo chuyển hồn như thế nào Cậu ta bỗng đứng dậy, lấy tư thế quân nhân, dập chân chào tôi, "Thưa phu nhân, người nhân tạo chuyển hồn là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 21. Nó cải biến học thuyết về sinh mệnh, giúp con người có sinh mệnh thứ hai, hơn nữa đã thành công trong vấn đề thông qua sinh mệnh thứ hai để cải tạo gen của nhân loại." Tôi ngẩng đầu, trừng mắt với cậu ta, "Thằng nhóc này, đọc thuộc lòng cho tôi nghe làm gì?" Cậu bé ngượng ngùng gãi đầu, nói, "Tất cả mọi người đều nói thế, hơn nữa tôi cũng cho là như vậy." Mọi người là chỉ thanh niên như cậu ta đi. Học thuyết này của dịch cảnh dương quả thật được giới trẻ tung hô ghê lắm. Tôi kéo cậu ta ngồi xuống, cười nói, đừng đứng, bổn phu nhân ngửa đầu lâu sẽ mỏi cổ đấy. Cậu ta lại đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản nhìn vào không khí. Lát sau, cậu ta nói, phu nhân, người không nên coi chúng tôi là trẻ con. Hả? Người thoạt nhìn cũng không nhiều tuổi hơn chúng tôi lắm, cứ suốt ngày gọi chúng tôi là nhóc con, Người trẻ tuổi, nhóc quỷ, kỳ thật chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ cục. Tôi bật cười, nhưng tôi đã 40 tuổi rồi. Cậu nhìn tôi trông còn trẻ thế là do cảnh Dương chịu khó gửi mỹ phẩm dưỡng da cho tôi đấy, bản thân tôi đã già rồi. Cậu ta quay đầu, nhìn tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng. Không phải cậu ta đã. Cậu ta vẫn nhìn tôi. Tôi chưa tiếp xúc nhiều, vẫn cho rằng cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ nhát gan hay say hổ cậu ta chưa từng để lộ vẻ mặt kiên định như thế nhóc quỷ này phu nhân trước đây tôi cũng không biết cậu ta nhẹ nhàng nói tiếp như thể đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình tôi từng cho rằng sau này mình sẽ gặp được một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nào đó tôi từng cho rằng mình sẽ thích một ai đó bình thường như mình sau đó cùng nhau vui vẻ hạnh phúc một đời nhưng bây giờ tôi mới biết có một số việc có một vài người dường như được định tước rồi tôi không chỉ một lần thấy người ấy hàng đêm không ngủ được ông chân ngồi trên ban công cô độc lạ lùng không chỉ một lần thấy đôi mắt người ấy đẹp như vậy lại luôn luôn thất thần người ấy bình dị gần gũi săn sóc người khác chỉ riêng bản thân mình lại không chịu quý trọng rõ ràng vẫn luôn ho ra máu lại không chịu điều dưỡng theo lời bác sĩ tôi quát lên càng rỡ cậu thanh niên chấn động cả người ánh mắt nhìn tôi lại vẫn kiên định như thế đừng nói nữa tôi kêu lên cậu ta lại mỉm cười lạ lùng ngay đến cả chủ nhân vĩ đại cũng chịu thua người ấy tôi nhất định sẽ không khiến cuộc sống của người ấy khó chịu hơn tôi chỉ cần có thể thấy người ấy âm thầm quan tâm người ấy là đủ rồi nháy mắt tôi nghẹn ngào đứa nhỏ này phu nhân tôi biết trong lòng người có một bóng hình khác cậu ta nói vẫn dịu dàng quan tâm như vậy phu nhân người nhất định phải bảo trọng thân thể đây là nguyện vọng của chủ nhân cũng là nguyện vọng của chúng tôi kỳ thực trước đây khi bị điều đến bảo hộ người tôi đã từng cảm thấy không cam lòng nhưng hiện tại tôi chỉ mong muốn có thể lặng yên bảo hộ người cả đời lời bày tỏ của nghiêm gia sơn khiến tôi hơi bối rối tôi không hy vọng người trẻ tuổi vậy lại phải đối mặt với một tình yêu tuyệt vọng sinh mệnh đáng quý như thế người còn trẻ phải biết trân trọng yêu quý mà sống sót chứ vì vậy tôi bèn chú ý đến hành vi của mình hơn cố gắng bảo trì khoảng cách với cậu vệ binh trẻ về phần nghiêm gia sơn sau ngày hôm đó tôi cũng không còn gặp lại nữa Nhưng có chuyện càng khiến tôi quan tâm Tôi vẫn không liên lạc được với dịch cảnh dương Đội hộ vệ luôn nói không kết nối được với nó Hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 8 Ngày quan trọng nhất của tôi Ngày mùng 7 tháng 8 Chỉ còn hai ngày Bữa trưa nay tôi bảo chị Trương mở một bình vang đỏ Nhìn chất lỏng đỏ thẩm chảy ra Tôi giơ tay muốn cầm bình rượu để quan sát một chút Chị Trương định nhận chiếc bình lại tôi né tay qua một bên. Một tiếng động bén nhọn vang lên, khiến tất cả mọi người ngay ra. Tôi cầm bình rượu vỡ nát chỉ thẳng vào cổ tay mình, nhẹ nhàng vẽ một vết máu, quay sang cậu đội trưởng vừa nghe tin chạy tới, tôi muốn nói chuyện với thằng con bất hiếu dịch cảnh dương kia. Phòng thông tin Cậu đội trưởng đội hộ vệ run run rẩy rẩy đưa ống nghe cho tôi, tướng quân đang tác chiến bên ngoài, chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại. Tôi gật đầu, nhận ống nghe, chị trương lau nước mắt đứng bên cạnh băng bó cho tôi cảnh dương mẹ đây tôi lên tiếng trước đã mấy tháng không nghe được giọng nó không rõ nó có ý gì thiếu hàng bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói trầm thấp giàu từ tính rất thuần thục nhắc tên tôi tôi hơi giận gọi mẹ ống nghe truyền đến ti an cười nhẹ của nó tôi có thể tưởng tượng ra cái vẻ nhún vai bỏ qua chuyện này đi của nó rốt cuộc có chuyện gì nó không cười nữa nhấn từng chữ từng chữ đầy mạnh mẽ, rất giống tác phong thường ngày. Mẹ muốn gặp con, tôi nói, sau lại bổ sung một câu, nhất định phải gặp mặt. Trong điện thoại rất an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của cảnh dương. Tôi bỗng nhiên rút tay khỏi tay chị Trương, khiến cho chị ấy và cả dội hộ vệ kêu lên sợ hãi. Hô hấp từ đầu dây bên kia chật nặng nề hơn, tôi nói, dịch cảnh dương, trong tay mẹ là mảnh chai vỡ. Nếu con không đồng ý thì cứ chờ làm đám ma cho mẹ đi. Tôi cúp điện thoại. Mười phút sau, đội trưởng đội hộ vệ mới chạy đến, báo cáo, thưa phu nhân, máy bay một giờ nữa có thể cất cánh. Tôi gật đầu, quay về phòng thu thập quần áo. Chị Trương và Chu Uyển đón tôi, phu nhân, rốt cuộc làm sao vậy? Không việc gì đâu, tôi cười nói, rành con không nghe lời, tôi đi dạy cho nó một trận. Hai người vẫn không cười nổi, bọn họ lo cho tôi uy tín, tiếng tâm cùng tính cách lạnh lùng vô tình của dịch cảnh dương đã nổi tiếng khắp nơi. Sau khi nó hi mươi tuổi, không còn ai dám chống đối nó. Tôi về phòng ngủ, lấy mấy bộ quần áo ném vào vali. Cốc cốc, có người gõ cửa. Ai còn đến quấy rầy tôi lúc này? Tôi không vui, vào đi. Tiểu phó, phịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi. Phu nhân, xin người hãy cứu nghiêm gia sơn với. Tay tôi chợt dừng lại, quay sang hỏi cậu ta, có chuyện gì thế? Cậu thanh niên ngày thường kiên cường đến thế này đã rơi nước mắt ướt mặt. Mấy hôm trước cậu ta bị chủ nhân hạ lệnh mang đi. Có người nói chủ nhân sẽ xử tử cậu ta. Tôi, chúng tôi đều không rõ đã có chuyện gì nghiêm trọng đến thế. Nhưng phu nhân, cầu người nể tình nó còn trẻ người non dạ. Người hãy cứu nó lần này. Tôi hít sâu một hơi, bước đến đỡ cậu ta dậy. Tôi nhất định sẽ làm hết sức. Ngồi trong máy bay chật hẹp chỉ có phi công, tôi và mấy cậu vệ binh. Sau một đoạn sốc nảy ngắn ngủi, máy bay bắt đầu bình ổn lướt đi. Hôm nay là một ngày nắng, tôi nhìn ra phía ngoài, chỉ trông thấy bầy trời xanh thẳm cùng tầng mây trắng muốt lưa đảng bay. Năm năm rồi, cuối cùng tôi đã có thể rời khỏi cái lồng giam của dịch cảnh dương vào đúng thời khắc quan trọng nhất này. Những lời khóc của tiểu phó trưa nay làm tôi khó hiểu, vì sao đột nhiên dịch cảnh dương muốn giết một cậu vệ binh của tôi. Việc này khiến lần gặp gỡ của chúng tôi lại thêm một lý do và mâu thuẫn. Dịch Cảnh Dương, năm nay nó đã 30. 20 năm sống nương tựa vào nhau để đổi lấy sự khống chế kỳ lạ hôm nay của nó. Nó một dạo từng là tất cả của tôi, hy vọng của tôi, kiêu hãnh của tôi. Năm ấy, sau khi tìm đến chỗ của ba tôi, được sự giúp đỡ của ông về mọi mặt, tôi vẫn luôn cho nó những thứ tốt nhất. Chi phú ăn mặc, giáo dục, rèn luyện thân thể, còn tôi, toàn tâm toàn ý làm điểm từ phía sau cho nó. Tôi cũng có học thêm một chút nhưng chẳng phải cố gắng để lấy bằng cấp hay học vị gì. Cảnh Dương từ nhỏ đã có thiên phú kinh người, sau khi học được 5 năm ở Mỹ thì đã được vào Đại học Princeton, khi mươi tuổi có bằng tiến sĩ. Nó giống như mỗi ngày một tiến bộ, cố gắng cho tôi thấy tương lai nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới lớn đến đâu. Cùng năm ấy, dự án về người nhân tạp của nó gây chấn động toàn cầu. Luận án ấy chính là cơ sở lý luận của học thuyết về người chuyển hồn. Vì vậy tôi đã phấn chấn và chờ mong gấp đôi Chờ mong nó sáng tạo ra sở vong Nó rõ ràng chính là ước mơ của tôi Kiêu hãnh của tôi Dù tôi chỉ lớn hơn nó có 10 tuổi Dù nó đã đạt được vô số vinh dự ở ngoài kia Nhưng trước mặt tôi Nó vẫn ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng mẹ Ngoan ngoãn nghe tôi dạy bảo Ngoan ngoãn để tôi vuốt tóc Tự như tối hôm qua Nó còn tựa đầu lên đùi tôi và nói Mẹ, đừng rời con nhé Vậy mà hôm nay, khi nó đã nắm trong tay gần như cả thế giới lại không tình nguyện gặp tôi một lần đã sai ở đâu sai ở đâu nhỉ máy bay khẽ lắc lư đột nhiên tôi không muốn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng mặt trời vàng ống vẫn thả lơi và tầng mây gần gũi đến mức có thể vươn tay là chạm tới tôi kéo cửa lên thoáng dựa lưng vào thành ghế tất cả bắt đầu thay đổi từ khi nào là từ khi tôi biết thực nghiệm của cảnh dương bị giới khoa học liên hợp phản đối hay từ khi nó bắt tay với một cường quốc, truy sát các chính khách và nhà khoa học phản dối thực nghiệm về người nhân tạo chuyển hồn của nó. Hay là từ khi, tuyệt đại bộ phận nhân loại, để duy trì sự thuần khiết của ghen loài người, giữ gìn đạo đức luân lý, bảo vệ tôn nghiêm bất khả xâm phạm của linh hồn con người, đã tuyên chiến với những kẻ tôn sùng học thuyết này của nó. Sai rồi, đã sai cả rồi. Tôi nhắm mắt, chuyện cũ như một cuốn phim tôi nhanh qua đầu. Năm dịch cảnh dương 15 tuổi, bước vào trường đại họn nổi tiếng nhất thế giới, cha tôi cho nó đầy đủ tiền, tôi cũng cho là nó đã có khả năng tự lập. Một tháng sau, tôi đến thăm nó. Đứng trong căn phòng nó thuê, nhìn nó vụng về lúng cuốn cầm lấy mấy thứ đồ làm bếp mới tinh định nấu một bát mì cho tôi, tôi đau lòng muốn khóc. Khi đó nó còn chưa cao bằng tôi, thiếu niên 15 tuổi, gương mặt trắng nõn, ánh mắt nhu hòa. Nó thận trọng nắm tay tôi, thiếu hàng, thiếu hàng định bỏ mặt con sao tôi không lên tiếng thực ra lúc đó tôi đang đau lòng đến mức không nói nên lời nó lại thận trọng gọi một tiếng mẹ bức tường trong tim như nháy mắt sụp đổ vì vậy tôi ở lại căn phòng nhỏ này ra sức chăm sóc nó khi nó mãi miết học thành tài tôi thật sự coi nó như con mình rồi nó cũng rất cố gắng còn trẻ đã nổi danh khắp nơi đôi khi làm thực nghiệm đến khuya nó vẫn sẽ trở lại căn phòng của chúng tôi mà không muốn ngủ lại phòng thí nghiệm cứ như vậy, chúng tôi sống nương tựa vào nhau mấy năm. Bình thường nó học bài của nó, tôi dọn dẹp nấu nướng chăm sóc. Cuối tuần, chúng tôi cùng đi chơi thể thao. Sau này nó còn phải tham chiến, tôi cần đốc thúc con rèn luyện thân thể cho tốt. Năm năm sau, cảnh dương 20, tôi 30 tuổi, cha tôi qua đời, dì mang theo hai đứa con di dân đến một châu lục khác. Cùng năm ấy, cảnh dương con tôi, một đêm bừng sáng khắp thế giới. TV, báo chí, đài truyền hình không một nơi nào không có ca ngợi tài năng của người trẻ tuổi ấy học thuyết của nó đã phá vỡ giới hạn nghiên cứu sinh hóa của loài người mọi người đều nói cảnh dương là một ngôi sao mới nhưng khi đó ai cũng không nói và ai cũng không ngờ cảnh dương là người thống trị thế giới trong tương lai khi các nghiên cứu ngày càng chuyên sâu bắt đầu có các nguyên thủ quốc gia tới tìm nó cảnh dương ngày càng bận rộn ngày càng mệt mỏi Tôi thường xuyên xoa lên nếp nhăn nhíu chặt giữa hàng lông mày của nó, nhìn nó nở nụ cười trấn an hiếm gặp. Sau này, Cảnh Dương mua một khi nhà rất lớn ở Trung Quốc, chúng tôi chuyển về nước sống. Từ đó về sau, nó không còn đi gặp bất cứ người nào. Dẫu là ai, nếu cần đều phải đến gặp nó. Cũng từ đó trở đi, dù vẫn cùng sống chung một nhà nhưng thời gian tôi gặp được Cảnh Dương càng ít, tha âm hí có khi cả tháng cũng chẳng thấy mặt nó một lần. Tôi thật cẩn thận, không dám quấy rầy cảnh dương bận rộn như vậy là để thực hiện giấc mộng của loài người khát vọng của sở vong mơ ước của tôi thậm chí tôi không còn chú ý tới từ khi nào trong nhà không còn thấy tivi báo chí internet làm bạn với tôi chỉ có một đống sách lớn và đôi khi là một dịch cảnh dương kiệt sức ngủ say trên đùi tôi cho đến ngày đó tôi nhàn rỗi buồn chán đi dạo loanh quanh bỗng có một ông lão tóc trắng xóa như một nhà khoa học khóc lóc quỳ sụp trước mặt tôi ông ấy khóc kể với tôi con trai tôi đã lật đổ thế giới khoa học như thế nào đã vi phạm luân lý dùng thân thể con người làm thực nghiệm ra sao sau đó lại ký kết những hiệp định trái đạo đức với các thế lực chỉ cần là người còn có lương tri đều sợ hãi thế hệ người nhân tạo chuyển hồn sắp thống trị thế giới tôi bắt đầu hoài nghi thực ra đã sai ở chỗ nào tối đó tôi đi gặp dịch cảnh dương cảnh dương đang ở trong phòng làm việc chỉ có mình nó trong đó kỹ thuật đặc biệt nhất nó thậm chí không thể tìm ra người có thể hiểu và trợ giúp những người khác chỉ thực hiện những bước tiếp theo và tính toán cho sản xuất thế hệ người mới này cảnh dương đang ở trong phòng làm việc chỉ có mình nó trong đó kỹ thuật đặc biệt nhất nó thậm chí không thể tìm ra người có thể hiểu và trợ giúp những người khác chỉ thực hiện những bước tiếp theo và tính toán cho sản xuất thế hệ người mới này tôi vẫn nhớ ngày đó khi tôi đi về phía cảnh dương ngày đó cảnh dương không làm việc một mình ngồi lặng trước bàn làm việc, hai mắt trống rỗng. Lúc đó tôi cũng chú ý tới biểu hiện bất thường của nó, nhưng không có làn dạ nào tìm hiểu sâu hơn. Bởi vì tôi vội lắm, rất vội tìm bằng chứng chứng minh Cảnh Dương là phe chính nghĩa. "Cảnh Dương, tôi gọi." Nó không hề quay đầu nhìn tôi. "Dịch Cảnh Dương, tôi tức giận, kéo vai nó lại, Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt nó phẫn nộ như vậy, tuyệt vọng như vậy và thống khổ như vậy." nhưng tôi vẫn không chịu quan tâm tìm hiểu nguồn cơn tôi vẫn mong đợi lâu lắm tôi đã bị nguyện vọng của chính mình hành hạ đến không thể chịu nổi rồi tôi nói hôm nay có người tìm đến đây khóc nói với mẹ rằng con trai mẹ đang hủy hoại thế giới này cảnh dương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra con có làm những chuyện bọn họ nói đó không con chẳng phải là chính nghĩa sao vì sao cảnh dương vẫn không trả lời nó bỗng đứng lên cúi đầu nhìn tôi nhìn tôi Hận thù như vậy. Tôi không hiểu vì sao con không chịu nói gì. Nó nói, "Cút." Nó chỉ nói một chữ này, chỉ một chữ này. Không hề giải thích, không hề trấn an. Từ ngày đó, nó giam lỏng tôi ở Thảo Nguyên, trong một tòa nhà riêng của một nguyên thủ quốc gia nào đó. Khả năng của nó đã mạnh đến mức khiến một số quốc gia để mắt, né tránh và lấy lòng. Đến một năm sau, Cảnh Dương mới bắt đầu gọi điện hàng tuần cho tôi nhưng mỗi lần nói lại chuyện đó nó vẫn chỉ lạnh lùng thiếu hàng đừng cản trở bước tiến của tôi giữa đôi hàng lông mày giống hệt hà khiêm dương là giả tâm và tàn nhẫn trần trụi không hề che giấu tôi bắt đầu hiểu tất cả hình như từ khi bắt đầu đã sai mất rồi máy bay ngừng tôi nhìn phòng ốc quen thuộc vẫn hệ như xưa chỉ khác một điều so với năm trước thì diện tích đã mở rộng không biết bao nhiêu lần nơi đây vốn là một khu dân cư đông đúc giờ đây trong vòng 10 cây số đều đã thành căn cứ quân sự. Kỳ thực tôi biết, tôi vẫn biết. Thế giới này, thời đại này, tin tức vốn là thứ không ai có thể ngăn cản. Tôi biết 3 năm trước, chiến tranh giả người nhân tạo và nhân loại đã bùng phát. Nhân loại sử dụng người máy để chiến đấu với người nhân tạo. Tôi biết, nhân loại đang lai tiếp bay trận. Tôi cũng biết, dịch cảnh dương là vị tướng được một số ít nhân loại đã có giả tâm tôn sùng, rất có khả năng sẽ trở thành chúa tể thế giới trong tương lai. Lần thứ hai đi vào căn phòng này. Tất cả dường như không có chút thay đổi so với 5 năm trước, đồ gia dụng tôi tự tay mua, các thiết bị điện, toàn bộ đều ở đây. Chỉ mình tôi bước vào, không ai ngăn tôi, đội trưởng đội hộ vệ cũng đã bị cản lại ở cửa. Ở đây chỉ có dịch cảnh dương và 10 thân vệ của nó ra vào. Tôi theo một thân vệ thông qua hành lang khúc khuỷu quanh co. Ở giữa khuôn nhà có một mảnh vườn xanh mượt và một cái ao nhỏ. Đó là do tôi thiết kế. Mùa hè, ánh mặt trời chói chang chênh chết chiếu tới, rải vàng lên hành lang trước mặt. Đột nhiên, tôi cứng nhắc cả người, chẳng thể nút nhích, chẳng thể nói năng, thậm chí chẳng thể hô hấp. Máu trong người tôi như muốn phá khỏi mạch máu, sẽ da tuôn ra ngoài, nuốt chửng tôi trong biển đỏ rừng rực như lửa. Có người, dưới ánh mặt trời, đang đi về phía tôi tôi nhìn bọn họ đến gần tôi run rẩy nhìn bọn họ đến gần cô gái đi bên trái quần áo đỏ rực giống như một ngọn lửa xinh đẹp rạng rỡ cười tươi tắn nhìn hai người còn lại vui vẻ hân hoan như một nàng tiên vô lo chàng trai đi bên phải bề ngoài tuấn lãng sáng ngời và ánh mắt ấm áp người đàn ông ở giữa người ở giữa anh bước trước hai người nửa bước sải chân kiên định và mạnh mẽ dáng người anh vẫn cao ráo hai hàng lông mày đèn nhánh phi dương nhập tấn mắt phượng sáng rực, đôi môi mỏng vẫn mím chặt như cũ, lạnh lùng như cũ. Họ rõ ràng cách tôi chẳng xa, chỉ chừng mươi bước, vậy mà vẫn như cả ngàn dặm. Tôi sững sờ đứng đó, ngay giữa đường, chẳng mất lối đi của họ. Tôi không thể nhúc nhích được. Thân vệ bên cạnh không nhìn thấy tình huống, đang vội và báo cáo gì đó với người bên kia bộ đàm. Bọn họ dừng lại trước mặt tôi. Anh đột nhiên đứng nghiêm, dùng một giọng lạnh như băng, nói với tôi, kính chào phu nhân hai người phía sau cũng nghiêm túc hành lễ anh không hề nhìn tôi một lần chỉ bình tĩnh nhìn thẳng phía trước nét mặt vẫn kiên định thờ ơ không mang bất cứ biểu tình gì không hề vương chút quyến luyến anh là thủ lĩnh của đám người nhân tạo là người đứng đầu đội chiến sĩ anh dũng nhất anh năng lực cường đại trả trung kiêu ngạo anh không nhìn lấy tôi một lần chỉ bởi vì tôi là mẹ dịch cảnh dương anh hành lễ với tôi Tâm tình như rơi xuống đáy vực, đúng vậy, đúng vậy. Tôi đã cho là tình yêu của chúng tôi mạnh hơn sinh tử, vượt cả thời không. Chúng tôi đã từng vì nhau mà sống chết. Nhưng tôi đã quên, tôi quên mất một điều. Tôi mong đợi đến năm 2026, vì một năm này tôi yên lặng mong ngóng đến 20 năm, cũng có nghĩa là tôi đã 40, còn anh chỉ là một chàng trai chừng 20 tuổi. Đây là số mệnh. Tôi nói, đây là số mệnh. Số mệnh định trước, tôi và anh không thể bên nhau. Anh vốn vô tình, tôi làm thế nào cùng anh bên nhau? Như vậy khác nào cùng một người xa lạ yêu đương đây? Tôi làm thế nào khơi dậy tổng anh tình yêu chưa từng trải qua, chưa từng phát sinh? Đây là số mệnh. Tôi nói, đây là số mệnh. Số mệnh định trước, tôi và anh không thể bên nhau. Anh vốn vô tình, tôi làm thế nào cùng anh bên nhau? Như vậy khác nào cùng một người xa lạ yêu đương đây? Tôi làm thế nào khơi dậy tổng anh tình yêu chưa từng trải qua, chưa từng phát sinh. Ngực như bị cuột thật mạnh, tôi lùi lại mấy bước. Tôi cúi đầu nhìn máu mình vừa học ra đầy đất, đã mấy tháng nay chưa hề ói máu, một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi, tôi nắm chặt cổ tay ấy, mắt chợt tối sầm, nhấc đi. Tôi mở mắt, phát hiện tay phải đang ghim kim truyền. 20 năm, y học chẳng tiên bộ bao nhiêu. Một bóng người cao lớn đứng trước cột treo bình truyền dịch, cậu lặng lẽ quay lại, vẻ mặt không buồn không vui, tỉnh rồi. Chúng tôi đã rất lâu chưa được gặp mặt. Cảnh dương gầy hơn nhưng trông càng thêm khí phách. Cậu vẫn còn mặc bộ vest màu đen tôi mua cho hồi trước, trông càng tuấn tú đẹp mắt. Thậm chí ngay cả Ngọc Quan âm cầu bình an tôi xin cho từ 10 năm trước vẫn thấy cậu đeo trên cổ, sợi dây đỏ đã phai thành một màu nhờ nhờ. Cậu đã không còn là đứa con nuôi đáng tự hào của tôi, dịch cảnh dương. Nhưng tôi vẫn như cũ vì cậu đau lòng không thôi tôi đứng dậy giật ống tim cố sức ấn miệng vết kim truyền cảnh dương nhíu mày thay tôi ấn lên vết kim rất nhanh máu không chảy nữa cậu buông tay tôi kéo áo cảnh dương cậu còn muốn chiến tranh lạnh với tôi đến bao giờ cậu nhìn tôi đau khổ có lạnh lẽo cũng có vì sao lại nhìn tôi như vậy hôm nay muốn gặp tôi là có chuyện gì không để ý đến vấn đề của tôi dịch cảnh dương lạnh lùng hỏi lại Đừng để bọn Sở Vong quay về năm 2026, tôi nói rất nhanh, trong cơ thể anh ấy là linh hồn anh hai cậu. Anh ấy sẽ chết nếu quay về đó. Chuyện này tôi đã trải qua, cậu không biết đâu. Trên mặt Cảnh Dương chợt hiện lên một vạt sương mù, ánh mắt lạnh băng khóa chặt tôi. Một lúc lâu sau, cậu nhìn tôi thật sâu, chậm rãi nói, "Chị vẫn thích anh ấy." Đầu tôi ông lên một tiếng, "Cậu nói cái gì? Tình yêu của tôi và Sở Vong, ngoại trừ Thanh Oánh, không một ai biết. Tôi chưa từng nói với dịch cảnh dương. Dịch cảnh dương lại hít sâu một hơi, chẳng phải chị vẫn một mực chờ đợi, hy vọng đến năm 2026 có thể giữ lại anh ta bên mình sao? Chị nuôi tôi không lớn chẳng phải vì anh ta sao? Như vậy, trong lòng chị, tôi là cái gì? Cậu nói gì, cậu là cậu, anh ấy là anh ấy, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu đọc nhật ký của tôi. Cậu dám đọc lén nhật ký của tôi. Dịch cảnh dương cười, Đúng vậy, 5 năm, năm trước tôi vô tình đọc được. Cho nên khi đó mới tuyệt vọng và cừu hận như vậy, nhìn tôi. Dịch thiếu hàng, đối với chị mà nói, tôi là thứ gì, bỗng nhiên cậu nắm chặt vai tôi, mạnh đến mức tôi không thể nhục nhích, công cụ thực hiện nguyện vọng. Vật lót đường cho chị và sở vong đến bên nhau. Không phải như thế, sao cậu có thể nghĩ như vậy? Tôi biện giải, cậu là cậu, anh ấy là anh ấy. Tôi vẫn coi cậu là con mình, tuy chỉ hơn cậu có 10 tuổi, nhưng mấy năm qua tôi đâu hề bạc đãi cậu. Tôi thật tình đối đãi cậu, lẽ nào cậu không thấy? Con ư, khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười mỉa mai, vẻ mặt lại hòa hoãn hơn. Cảnh Dương, tôi thật lòng đối tốt với cậu, cậu không thể hoài nghi. Có thể từ đầu là vì sở vong, nhưng 20 năm nương tựa lẫn nhau chẳng lẽ là giả. Cảnh Dương rõ ràng đã dao động, lực nắm tay đã giảm nhưng vẫn không chịu buông ra. Tôi không phủ nhận tôi yêu sở vong Tôi vẫn yêu anh ấy Cho tới bây giờ Có lẽ đối với tôi ở năm 2006 Anh ấy đã chết Nhưng lúc này anh ấy còn sống Nếu có thể ngăn cản cái chết của anh ấy Dù không thể ở bên anh ấy Tôi cũng đồng ý Cậu đã biết tôi yêu anh ấy Anh ấy lại mang linh hồn anh trai cậu Vậy đừng phái anh ấy đi chịu chết Tôi dịu dàng nói với cậu Đây thực sự là chuyện đương nhiên Dịch cảnh dương bỗng buông tay Cúi thấp đầu, lùi lại hai bước thanh niên cao lớn đứng cúi đầu ở đó không động đậy chất lỏng phía sau lưng không ngừng biến ảo cậu không hề ngẩng đầu tôi không dám lên tiếng chỉ chú ý tới hai tay cậu đã nắm chặt thành quyền các đốt ngón tay trắng bệt. chúng tôi đều không nói gì chỉ có tiếng thiết bị cơ khí vang lên trong căn phòng tĩnh lặng một lúc lấu sau cậu ngẩng đầu nhìn tôi dịch cảnh dương cười cười như thể không còn lối thoát nói nhưng tôi và anh hai phải làm sao đây giữa hai hàng lông mày như đã hiện lên cùng vọng và ham muốn chiếm hữu tôi kinh ngạc không kịp phản ứng dịch cảnh dương bước đến bên tôi tôi lui lại thuê bản năng đến bên giường đã không còn đường lui nữa cậu tóm lấy hai tay tôi cố định chúng bên sườn thân thể dễ dàng áp chế tôi lên giường dịch cảnh dương ở phía trên cao cao nhìn xuống tôi như thể đang hỏi tôi lại như thể đang tự hỏi cậu nói tôi với anh hai biết làm sao bây giờ. Cùng yêu Dịch Thiếu hàng, cùng muốn có cô ấy, cùng muốn giữ chặt cô ấy, không muốn chia sẻ với bất cứ ai, làm sao bây giờ? Không. Cậu điên rồi. Tôi là mẹ cậu, tôi lớn hơn cậu mà, tôi như dạy ra, cậu nói linh tinh. Cậu chắc chắn âm rồi. Cậu. Dịch Cảnh Dương lại nhấn mạnh từng câu từng chữ, trước đây tôi vốn không biết. Nhưng năm ấy nhìn thấy nhật ký của chị, tuyệt vọng rồi căm hận. Tôi lại phát hiện mình lại không hề tuyệt vọng, không hề căm hận. Tôi chỉ không hy vọng, trên thế giới này có bất kỳ một ai khác đến chiếm lấy tim chị. Ngoài trừ tôi, dịch cảnh dương, môi cậu rơi lên mặt tôi. Tôi vội quay mạnh sang một bên tránh đi, cậu điên rồi. Cậu điên rồi. Cậu là con tôi. Cậu là con tôi. Dịch cảnh dương đột nhiên cười to, tôi có thể ban cho nhân loại khả năng sống lại, sao òn để tâm đến cái danh mẹ con huống chi chị còn hơn tôi có 10 tuổi. Cậu lại thu nụ cười, đầu lại tựa vào hõm vai tôi, từng chữ từng chữ nặng nhìn cân truyền vào tai, thiếu hàng, tôi muốn có chị. Cậu nói, thiếu hàng, tôi muốn có chị. Đời đời kiếp kiếp. Mùng 7 tháng 8 Trong phòng làm việc rộng thênh thang, dịch cảnh dương ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc, Lặng lặng nhìn tôi. Lại đây, từ đó về sau, cậu không còn coi tôi là mẹ nuôi nữa. Tôi cắn môi đứng im. Dịch cảnh dương nhíu mày, đây là cơ hội cuối cùng chị thấy sở vong. Lại đây. Tôi đi tới, cậu vương tay, ấn vào bên hông tôi một cái. Tôi chậm chậm nhũng người, ngã vào ngực dịch cảnh dương. Cậu ôm tôi, đặt lên đùi mình, tôi cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Điều này vừa khiến tôi không biết nên làm thế nào, vừa làm tôi cảm thấy như bị sỉ nhục, buông ra. Thiếu hàng, mũi môi dịch cảnh dương phót nhẹ qua gò má tôi, không có chị sẽ không có tôi trừ chị ra chưa từng có có bất kỳ ai khiến tôi để mắt chị xem hiện tại tôi đã có khả năng bảo vệ chị rồi tạm thời chị không cần nói gì dịch cảnh dương bỗng hôn nhẹ lên thủy tay tôi tôi há hốc miệng quả nhiên không thể phát ra bất cứ âm thanh nào rất quen nhỉ dùng môi hạ độc giải độc là kỹ năng tôi dạy cho sở vong dịch cảnh dương hơi dùng lực ấn đầu tôi bị vùi vào ngực nó tuy không muốn để sở vong quay về quá khứ khiến chị thích anh ta nhưng nếu anh ta không đi chị sẽ không thu dưỡng tôi chẳng còn cách nào khác cậu ấn một cái nút trên bàn sở vong vào đi trong phòng vang lên tiếng bước chân trầm ổn trước mắt tôi chợt tối sầm tôi tha thiết muốn quay lại chỉ quay lại nhìn anh một cái nhìn anh một lần lần cuối chủ nhân thanh âm của sở vong vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh như thế dựa theo nhiệm vụ trước đó tôi đã giao anh triển trảm Bạch Huyễn Tư ngày hôm nay xuất phát đi về năm 2006, dịch cảnh dương dừng một chút, tôi có ba chỉ lệnh tối cao, bất luận trường hợp nào cũng phải tuân thủ. Một, không tiếc bất cứ ghế nào, bảo hộ dịch thiếu hàng. Hai, từ đầu đến cuối, phải để dịch thiếu hàng cho rằng chúng ta là chính nghĩa. Ba, sau khi tiêu diệt tổ hát diệu, anh tự mình hủy diệt đi. Vâng, sở vong đáp lại, không hề mang chút tình cảm. Tim tôi đau đớn không tả, ra sức muốn ngẩng đầu nhưng vẫn không sao nhúc nhích được dịch cảnh dương thở dài tay nâng đầu tôi lên để tôi nhìn rõ người đang đứng giữa phòng kia khiến tôi không thể nói chỉ có thể nhìn sở vong hạ mắt lạnh lùng nhìn anh tiếp nhận mệnh lệnh sải bước kiên định quay người mở cửa rời đi thảo nào bọn a hỏa kiên trì không giết người vô tội thảo nào dù đã chiếm lợi thế nhưng bọn họ vẫn không ra tay giết tôi bởi vì họ mới là chính nghĩa buồn cười sở vong triển trảm bạch huyễn tư lại lừa tôi lâu như vậy thiếu hàng đừng hận tôi dịch cảnh dương chợt dụi đầu vào trán tôi hôn nhẹ xin hãy nhìn tôi nhìn xem tôi chinh phục thế giới này như thế nào tim bắt đầu vô thanh nức nở sở vong bắt đầu bước lên con đường không lối về mà tôi chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn dịch cảnh dương nhốt tôi lại hủy hoại thế giới này thì ra tất cả chỉ mới bắt đầu tôi đứng trong hoa viên dịch cảnh dương đứng sau lưng tôi duy trì một khoảng cách không khiến tôi tức giận ngày mai cậu sẽ đưa tôi về thảo nguyên nơi có hệ thống phòng ngự tân tiến nhất có khác là lần này cậu cùng đi với tôi trung tâm chỉ huy của dịch cảnh dương sẽ chuyển về đó nó muốn thực hiện lời đã nói với tôi cuối cùng tôi vẫn mất đi sở vong hôm nay tôi lại mất cả dịch cảnh dương trên thế giới này tôi chẳng còn gì có thân vệ chạy đến xin chỉ thị gì đó dịch cảnh dương đứng trước mặt tôi nhìn tôi thật sâu nói chị nghỉ ngơi sớm đi cậu cúi đầu định hôn lên trán tôi tôi nghiêng người tránh đi dịch cảnh dương không vui nhìn tôi hai chúng tôi cứ thế dằn có một lúc thân vệ đứng cạnh tặng hắn một tiếng tướng quân tình hình khẩn cấp dịch cảnh dương vươn tay tóm chặt cầm tôi dùng sức quá mạnh khiến tôi đau tôi cố chấp không nhìn cậu chợt buông tay bỏ đi cùng thân vệ tôi đứng lặng ở đó một mình không rõ đã bao lâu đến khi một vật lạnh lẽo cứng rắn áp sát lưng tôi không phải lần đầu bị người dí súng vào lưng tôi đã quen cảm giác đó rồi cô là ai người phía sau lên tiếng hỏi đây là câu tôi hỏi cậu mới đúng tôi nói khẩu súng vẫn dí vào người tôi người kia chuyển động ra phía trước đối diện tôi anh ta chút súng xuống tóm lấy cổ tôi trầm giọng hỏi trên người cô sao lại có tín hiệu từ con chip kĩa A ngoả? A à, ngoả. Tôi chợt nhận ra, trên vai, vết trăng 20 năm trước A ngoả để lại, lúc này âm ý đâu? Có phải vì hôm nay tôi rời khỏi hệ thống phòng ngự ở Mông Cổ nên người đàn ông này mới bắt được tín hiệu ấy? Có phải vì hôm nay tôi rời khỏi hệ thống phòng ngự ở Mông Cổ nên người đàn ông này mới bắt được tín hiệu ấy? Anh ta là ai? Chắc chắn không thể là người của dịch cảnh dương. Vì sao anh ta có thể vào tận căn cứ chính của dịch cảnh dương Giữa bao tầng phòng ngự 20 năm trước Anh ta căn tôi một cái Ở đây Anh ta bảo đã cấy vào đó một phần con chip của mình Tôi xoa nhẹ đầu vai Một đoạn ký ức lướt qua trong lòng Cho tới bây giờ Chưa từng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc thương và đau lòng đến thế Dịch tiểu thư Hãy để cho tôi yêu cô nhé Nói này có tín hiệu của tôi, chỉ cần tôi còn sống, dù cô đi đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới này tôi đều có thể tìm cô vẻ mặt người đàn ông trở nên đầy sợ hãi cô là dịch thiếu hàng là mẹ của dịch cảnh dương sao lại trẻ như vậy được cô không phải mẹ đẻ anh ta sau khi dịch cảnh dương thành danh đã bảo vệ tôi rất chặt chẽ không ai gặp tôi cũng không có ai điều tra quan hệ của chúng tôi tôi gật đầu tôi là mẹ nuôi dịch cảnh dương hai mắt anh ta lóe sáng nháy mắt Nòn súng lại chĩa vào tôi lần nữa tôi không thể không nói người rất đáng gia với chúng tôi tôi cười cười đừng dí súng vào tôi cảm giác không thoải mái chút nào muốn giết tôi thì nhấc tay lên là xong anh ta kinh ngạc trấn định như vậy không hổ là mẹ dịch cảnh dương nhưng tay cầm súng vẫn buông xuống anh là ai tôi hỏi chiến sĩ của nhân loại Nam vùng anh ta không hề che giấu gật đầu anh lợi hại thật Cảnh Dương cẩn thận như vậy mà vẫn không phát hiện anh, tôi nói. Anh ta cũng cười, tôi là Trang Tần. Bọn A Hỏa là thủ hạ của tôi. Trong cơ thể tôi cũng có con chip với tần số đồng điệu, nhưng tôi là con người. Hôm qua tôi vừa đưa họ về năm 2006. Phu nhân, xin lỗi, tôi phải đưa phu nhân đi. Trang Tần, tôi giật mình. Anh hùng thế giới, người đứng đầu nhân loại và người máy anh ta vẫn nằm vùng cạnh cảnh dương. Có lẽ tôi nên cân nhắc xác suất thắng bại trong cuộc chiến này. Anh muốn thế nào? Tôi hỏi. Thông tin tôi thu hoạch được sau 3 năm nằm vùng ở đây cũng không quan trọng bằng phu nhân. Dịch cảnh dương rất coi trọng phu nhân, nếu bắt được người, có thể thay đổi trận chiến này. Trang tiên sinh, tôi rất muốn giúp anh, nhưng anh phải đồng ý với điều kiện của tôi, tôi nói tiếp. Phu nhân nói đi. Tôi yên lặng 5 phút đồng hồ anh ta cũng không nhúc nhích. Tôi có thể để anh bắt cóc, khiến dịch cảnh Dương dừng cuộc chiến này. Anh phải bảo chứng an toàn của nó. Nếu anh dám lấy tính mạng tôi uy hiếp cảnh Dương, tôi lập tức tự sát. Sinh mệnh đối với tôi đã không còn đáng ngại. Được. Chúng tôi cũng không giết được anh ta. Anh ta sắp giết sạch người của chúng tôi rồi. Nó là một thiên tài, không ai có thể phủ nhận, tôi nhìn anh ta, gật đầu dù các người không giết nó nhưng kìm hãm tự do và tài hoa còn khiến nó khó chịu hơn chết. Anh ta nhướng mày, vậy. Tôi hít sâu một hơi, cho nó một vương quốc, ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, để nó có thể tự do thực hiện ước mơ của mình. Hồi lâu, anh ta gật đầu. Tôi buông lỏng khẩu súng dí bên hông anh ta. Đây là khẩu súng triển cảm cho tôi, tôi vẫn mang theo bên người đến nay. Tôi đã không còn là tôi 20 năm trước. Bạn đàm phán một bên là dịch cảnh dương một bên là trang tần tôi đứng bên cạnh trang tần cuộc đàm phán quan trọng như vậy hai bên đều không hẹn mà chọn cách đơn giản nhất trang tần nói dịch tướng quân tôi nghĩ anh đã hiểu rõ ý đồ của chúng ta hôm nay nửa tháng trước anh ta bắt cóc tôi từ phủ đệ ngay trước mặt mọi người kể cả dịch cảnh dương đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt cảnh dương khi ấy tràn ngập sát khí và tuyệt vọng dịch cảnh dương không thèm nhìn anh ta chỉ chăm chăm nhìn thẳng tôi cậu nói tôi đồng ý điều kiện của anh trang tần vô cùng kinh ngạc anh nói gì cậu chỉ nói cúc mang theo người của các anh trang tần trầm giọng nói dịch cảnh dương thực ra anh có hiểu rõ chúng tôi đưa ra điều kiện gì không chúng tôi muốn anh bỏ qua lãnh thổ đã chiếm đóng chúng tôi muốn anh dời đến hòn đảo phía nam thái bình dương muốn anh hứa trọn đời hòa bình trang tần trầm giọng nói dịch cảnh dương thực ra anh có hiểu rõ chúng tôi đưa ra điều kiện gì không chúng tôi muốn anh bỏ qua lãnh thổ đã chiếm đóng chúng tôi muốn anh dời đến hòn đảo phía nam thái bình dương muốn anh hứa trọn đời hòa bình tôi biết người của tôi ngày mai sẽ bắt đầu rút quân cậu rốt cuộc quay sang nhìn trang tần tôi hứa với anh những năm dịch thiếu hàng còn sống tôi sẽ không chế tạo người nhân tạo sẽ không bước ra khỏi quốc gia mình một bước toàn bộ người nhân tạo sẽ không bước ra khỏi quốc gia mình chúng tôi sẽ không bị ghi chép vào lịch sử, không giao tiếp với thế giới loài người. Đó không phải là điều các người mong muốn sao? Tôi hứa với các người, khi dịch thiếu hàng còn sống, tôi sẽ làm thế. Tôi che mặt, cậu đã biết cả rồi. Biết cả rồi. Mà tất cả hứa hẹn của cảnh dương, tất cả hứa hẹn của cậu chỉ dừng ở thời điểm tôi chưa chết. Nhất định cậu đã nghe được câu chuyện giữa tôi và Trang Tần. Trang Tần rọi đi, đóng cửa lại. Dịch cảnh dương cúi đầu nhìn tôi, thiếu hạng, theo tôi về nhà. Dịu dàng đến xa lạ. Cậu, làm sao mà biết? Biết lén thỏa thuận với kẻ địch, biết cả ý nguyện muốn chết của tôi. Dịch cảnh dương cười, tiếng cười trống rỗng, vươn tay, phất qua điểm hơi nổi lên trong vành tay tôi. Tôi nghĩ đến lời người ấy nói 20 năm trước. Thiết bị dò tìm tân tiến nhất, cao cấp hơn thiết bị thời đại này không biết bao nhiêu lần. Dường như có một chậu nước lạnh xối xuống đầu tôi. Đây là cái nhân sở vong đã gieo từ 20 năm trước. Nói cách khác, mấy năm nay, mỗi tiếng nói, mỗi cử động của tôi đều bị dịch cảnh dương nắm giữ. Thảo nào cậu Ben nghiêm gia sơn kia lại bị bắt đi. Nhưng, cũng chính là dịch cảnh dương, vì bảo toàn tính mạng tôi, buông tha cuộc chiến của mình. Thiếu hàng, cậu vương tay ôm lấy tôi. Tôi cứng nhắc cả người nhưng không đẩy cậu ra. Dịch cảnh dương nói, nghe chị nói, đã không còn quan tâm đến sinh tử, tôi mới biết tôi không thể mất đi chị được tôi đã nghĩ ba ngày ba đêm tôi nghĩ ra rồi chỉ cần chị còn sống chỉ cần chị còn sống tôi sẽ không ép buộc chị bất cứ chuyện gì chỉ cần chị sống ở lại bên tôi tôi vươn tay lau khô nước mắt trên mặt dịch cảnh dương vuốt lên hàng mày kiên nghị tôi đồng ý để chúng ta tiếp tục sống nương tựa vào nhau trong quãng đời còn lại chiến tranh kết thúc rồi cơ thể tôi ngày một hỏng dần Dịch cảnh dương giận dữ, mắng từ trên xuống dưới một lượt những kẻ xung quanh, vẫn không thể ngăn cản sức lực tôi hao mòn. Thực ra tôi rất vui mừng, vui mừng vì ngày ấy đã đến. Chúng tôi đã rời khỏi đại lục đến 5 năm chưa? Đại khái thế, tôi không nhớ nữa. Dịch cảnh dương đang tuổi trẻ hăng hái, tuy nơi đây chỉ là một hòn đảo hoang co lập nhưng vẫn có thể khiến nó thành một quốc gia cường thịnh. Kinh doanh phát triển, khoa học kỹ thuật cường đại, quân sự vững chắc. Nơi này đã không thua gì đại lục. Quanh Dịch Cảnh Dương có bao người ngưỡng mộ, cậu lại vẫn lẻ bóng một mình. Tôi vẫn nhớ, điều kiện để Dịch Cảnh Dương không ra khỏi đảo là tôi còn sống. Nhưng giờ đây tôi không còn lo được nhiều như vậy nữa. Cuộc đời này của tôi quá trắc trở. Khi nào cũng vậy, cứ mỗi khi cho rằng tình yêu đã thuộc về mình, lại là lần lượt mất đi, cứ mỗi lúc ngỡ yên ổn, là lại rơi vào biến động năm năm này là thời gian bình thản an tường nhất của tôi ngày ấy cuối cùng cũng đến ngày đó tôi cảm thấy dịch cảnh dương cũng cảm nhận được cậu đứng ở đầu giường tôi bóng dáng cao lớn che mất ánh dương mặt ẩn tổng bóng tối tôi không thấy rõ tôi nghĩ có lẽ tim dịch cảnh dương đau đớn lắm cậu rất quyến luyến tôi kỳ thực cậu thật đáng thương còn nhỏ thì cha mẹ mất sớm chỉ có một người anh là nơi nương tự duy nhất cũng đã tráng niên sớm thệ đối với người nuôi lớn mình là tôi đây lại sinh ra tình cảm không nên có kỳ thực mấy năm nay tôi đã không còn trách cậu nhiều năm qua tôi là thân nhân duy nhất chỗ dựa duy nhất dịch cảnh dương nảy sinh tình cảm với tôi là điều bản thân cũng không thể khống chế tôi làm sao có thể trách móc tôi suốt đời cô độc dịch cảnh dương cũng cô độc một đời mong rằng sau này nó có thể tìm được một người để yêu tôi nói cảnh dương qua đây cậu bước lại gần tôi sắp chết rồi, cậu biết đấy. Tôi muốn cậu, nhận lời tôi, sống thật tốt. Tay dịch cảnh dương nhẹ nhàng ấn lên vai tôi, nếu chị chết, tôi sẽ rời đảo. Ha ha, cảnh dương, tôi sắp chết rồi, không lo được, nhiều như vậy. Mỗi người đều có, mạng số của mình, tôi chẳng, vĩ đại như vậy, tôi, không cứu vớt được thế giới. Mặt cậu dán vào mặt tôi, nóng bừng bừng, mặt tôi lại lạnh lẽo quá. Dịch cảnh dương nói, nếu chị dám chết, chị sẽ là người nhân tạo đầu tiên tôi thực hiện sau 5 năm. Tôi nói, tốt, nếu như cậu thực sự muốn, muốn làm, nhớ, gọi cô ấy, gọi là. Cậu tới gần, run rẩy ghé tới gần. Gọi là, bình an, tôi theo thào hai chữ cuối cùng. Dịch cảnh dương đỏ bừng hai mắt, điên cuồng gào thét, mất kiểm soát vì đau đớn, là ký ức cuối cùng trong tôi. Tôi rơi vào bóng tối, lần này, là vĩnh viễn. Hà Khiêm Dương Em rất đáng yêu. Khi đứng giữa đám đông em luôn rạng rỡ, luôn nở nụ cười không buồn không lo, nhưng mỗi khi nhìn đến tôi lại ngượng ngùng cúi đầu. Tôi dễ dàng nhận ra tình cảm của em, đương nhiên tôi cũng hạnh phúc lắm, bởi vì tình cảm tôi dành cho em cũng không khác. Để được thấy em mỗi sáng mai, sáng nào tôi cũng đến sân thể dục chơi bóng rổ. Nhất định em không biết, khi ánh mắt em lơ đãng liếc qua khoảng sân, tôi đã nhìn gương mặt đáng yêu và dáng người mềm mại của em thế nào. Tôi đang mong đợi đợi đến sinh nhật em. Tôi biết, ngày 14 tháng 10 là sinh nhật em, cho nên tôi chờ đợi, chờ đợi đến ngày thổ lộ tình yêu này. Có lẽ em cũng đã biết. Dịch thiếu hàng, tình yêu của anh. Nếu không phải vì cùng bạn thân đi kiểm tra sức khỏe, tôi sẽ không nổi hứng muốn bác sĩ kiểm tra cho mình, sẽ không phát hiện dạ dày đã đau từ rất lâu, sẽ không trả lời bác sĩ, vâng, dạ dày cháu vãng hay đau hư vậy. Cũng sẽ không nhận một kết luận, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Từ đó về sau, gần nhau trong gan tấc mà biển trời cách mặt. Tôi sẽ nhớ mãi, khoảnh khắc đưa mặt cảm hơn đến trước mặt em, trên gương mặt thân thương ấy chỉ có một nụ cười yếu ớt, trống rỗng và nhợt nhạt, khiến tôi đau đến không thở được, nỗi đau trong tim làm luôn mờ cả nỗi đau thể xác. Nhưng tôi chỉ có một lựa chọn, ra đi. Tôi không thể để em nhìn tôi từng chút từng chút đau đớn vật lộn với cái chết, từng bước từng bước rời xa em. Nhưng vì sao, tôi không quên được em nụ cười của em, nét tinh nghịch của em, gò má ửng hồng vì xấu hổ của em, ánh mắt cô đơn của em. Buổi tối tịch mịch ngày ấy, khi em một mình ngửa đầu nhìn bầy trời đêm đầy cô độc và bi thương, tôi đã thề với bản thân rằng sẽ bảo vệ em suốt đời. Nhưng hôm nay, tôi đã chẳng thể thực hiện lời hẹn ấy. Bác sĩ bảo, tôi chỉ còn 6 tháng. Tôi lặng lẽ giấu mọi người, trốn khỏi bệnh viện. Một mình tới rừng phong xanh biết này, nhà em ở ngay đây. Tuy rất giàu có, nhưng tôi biết, em cô độc. Thật hy vọng, tương lai sẽ có người thay tôi bảo vệ em, không để em cô độc như vậy nữa. Có tiếng bánh xe nghiến lên lớp sỏi từ xa xa truyền lại. Lát sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước cửa nhà em. Tôi nín thở. Một thanh niên cao lớn tuấn tú bước xuống, mở cửa xe. Em bước ra. Người ấy mỉm cười dịu dàng với em, lấy ra một cụm chìa khóa, mở cửa cho em em lườm anh ta một cái, ánh mắt ấy mới sinh động làm sao. Người thanh niên dường như chú ý tới ánh mắt tôi, thản nhiên liếc về phía này một lần rồi mới kéo em vào nhà, bỏ lại khát khao của tôi giữa rừng phong cô quạng. Đột nhiên, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Em, đã có người bảo vệ mới rồi. Người ấy thoạt nhìn thật xuất sắc, đối xử với em rất dịu dàng thậm chí. Anh ta đã có chìa khóa nhà em. Đây chẳng phải là điều mà tôi vẫn hy vọng ư. Vậy mà vì sao, Tim tôi lại đau đến thế Quả nhiên anh tới đây Một giọng nữ từ phía sau truyền đến Là Mạc Cẩm Hân Cô ấy cũng đã thấy cảnh tượng vừa rồi Xin lỗi Xin lỗi Tôi không đành lòng để thiếu hàng nhìn bản thân chết dần chết mòn Nhưng lại tàn nhẫn lợi dụng một người con gái cũng yêu mình tha thiết Đừng nói gì nữa Mình về bệnh viện đi Mạc Cẩm Hân vẫn dịu dàng nói với tôi Ừ Cố nén cơn đau trong lòng ngực Tôi chậm chậm quay đi anh sao thế thấy rõ mặt tôi mà cảm hân kêu lên sợ hãi ông rốt cuộc tôi không nhịn được phun ra một búng máu tươi nhưng nỗi đau thể xác vẫn không sao ác được nhức buốt trong tim sao anh phải dằn vặt mình như thế mà cảm hân nức nở cô ấy đã có người yêu mới anh việc gì phải ở đây tự làm khổ mình thế này chẳng phải bác sĩ mới nói tình trạng của anh đã ổn định rồi ư sao còn tự mình chuốc khổ tôi mệt mỏi nở nụ cười phải rồi thế gian có biết bao chuyện mà con người chẳng thể khống chế. Tự như cái chết đang đến gần, tự như con tim này cứ hướng về em. Về thôi, cảm hân, tôi lau vết máu trên khóe miệng, đợi tôi, vẫn là tháng ngày kéo dài chút hơi tàn, cùng với nhớ thương không nguôi. Thiếu hàng, cầu mong em hạnh phúc. Hết chương 13, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.